Chương 189. Phá ấn. Quy Tông ấn. Diệp Tố ngửa đầu nhìn Du Phục thời biến mất ở không trung phương bắc, rốt cuộc nhớ lại lúc trước ở ngoài Quy Tông thành nàng đã từng nghe tiểu sư đệ nói qua. Quy Tông ấn, Tháp Linh. Hai từ cùng xuất hiện trong câu nói của tiểu sư đệ, Diệp Tố chỉ nghĩ tới một khả năng, Tháp Linh được phong ấn dưới Quy Tông ấn. Nàng bỗng chốc quay đầu nhìn về hướng Quy Tông thành. Chẳng lẽ bọn họ tìm kiếm lâu như vậy, nhưng thật ra Tháp Linh vẫn luôn ở ngay trước mắt. Diệp Tố nhanh chóng lấy ra quyển trục truyền tống từ túi cản khôn, chạy tới bên ngoài cửa thành Quy Tông. Nàng đứng cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn ba cổ tự trên cổng thành, tất cả mọi người đều nói ba chữ đó đọc là Quy Tông Thành. Diệp Tố sau khi học qua cổ văn trong luân truyền tháp nhìn qua cũng thấy xác thật không sai. Chẳng qua hiện giờ cẩn thận nhìn kỹ lại phát hiện ra hướng đi của ba chữ cổ này rõ ràng không giống với cổ tự thông thường bản thân nàng trước đó vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra liên liên và trình hoài an đứng trên tường thành nhìn thấy diệp tố đột nhiên xuất hiện còn nhìn chằm chằm vào chữ trên cửa thành thì liền từ bên trên nhảy xuống đi đến trước mặt nàng các phương khác đều đã xảy ra chuyện liên liên hỏi sao chỉ có một mình cô quay lại đây Diệp Tố không trả lời câu hỏi của nàng, mà lại chỉ vào cửa thành, bảo các tu sĩ ở bên trên xuống dưới đi, sơ tán tất cả mọi người đang ở gần chung quanh đó. Tháp Linh có khả năng bị phong ấn dưới tên thành. Tháp Linh ở, liên liên và trình hoài an liếc nhau, lập tức ra lệnh cho toàn bộ tu sĩ trên cửa thành đi xuống. Trình Hoài An tự mình dẫn theo các tu sĩ đi vào bên trong thành, sơ tán tất cả mọi người xung quanh đó. Diệp Tố nhìn chằm chằm ba chữ cổ trên cổng thành, nếu là phong ấn thì cần phải đánh vỡ mới có thể thả ra thứ bị phong ấn bên trong. Nàng lấy ra một cái cung từ túi cản khôn, giơ tay kéo cung, dùng thần thức làm mũi tên, bắn về biển tên Quy Tông Ấn trên cửa thành. Mũi tên vọt tới, còn chưa chạm vào Quy Tông Ấn thì trên biển hiệu thành hiện ra một đạo ánh sáng mờ, mũi tên giống như bị cái gì ngăn cản, tốc độ dần dần chậm lại đó là cái gì liên liên nhíu mày nhìn đạo ánh sáng trên biển nàng không biết ba chữ cổ trên cửa thành còn chứa đựng lực lượng lớn đến như vậy diệp tố không nói lời nào tay một lần nữa đáp lên cung mũi tên thần thức thứ hai theo đường đi của mũi thứ nhất được bắn ra nó trực tiếp đâm vào mũi thứ nhất mũi tên kia không bị bổ ra mà ngược lại hai mũi tên bắt đầu hội tụ dịch về phía trước vài phần mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ tám liên liên đứng ở bên cạnh dần dần an tĩnh lại hai bàn tay nắm chặt vì khẩn trương nàng nhìn diệp tố bắn ra từng mũi lại từng mũi tên thần thức những mũi tên đó càng tụ càng mạnh không ngừng tạo áp lực lên đạo ánh sáng trên biển cách quy tông ấn mỗi lúc một gần sắp rồi chỉ còn một chút nữa hô hấp liên liên cũng trở nên rồn rập chỉ kém một chút nữa thôi mũi tên có thể chạm vào biển tên thành rồi Diệp tố mặt mày nghiêm nghị nhìn mũi tên thần thức bên trên, một lần nữa kéo cung. Lần này tốc độ kéo cung rõ ràng chậm hơn không ít, nhưng mũi tên lại to hơn vài lần. Cung tên căng hết cỡ, buông tay. View. Một tiếng xé gió thật lớn vang lên, mũi tên thần thức này thành công kết hợp với mũi tên bên trên, mang theo khí thế không thể chống đỡ, rốt cuộc đánh tan được đạo ánh sáng mờ bao lấy quy tông ấn, cuối cùng ghim vào giữa ba chữ quy tông thành. Toàn bộ Quy Tông thành vì thế mà chấn động, trên biển hiệu tên thành, lấy mũi tên làm trung tâm, các vết nứt bắt đầu lan ra. Hình như không có phản ứng gì. Liên Liên do dự nói. Trình Hoài An cũng từ trong cửa thành chạy ra, không chỉ hắn mà tông chủ Ngũ Hành Tông cũng bị kinh động, ông bay ra ngoài thành, nhìn thấy cung trong tay Diệp Tố, lại nhìn thấy giữa ba chữ Quy Tông thành, cắm một mũi tên thì tức khắc nổi giận. Người đang làm cái gì? Tông chủ ngũ hành tông cả giận nói, Diệp Tố, chớ có ý vào bản thân có vài phần thiên phú thì không coi ai ra gì. Phụ thân, nàng ấy đang tìm tháp linh. Liên liên giải thích cho Diệp Tố. Vì tìm tháp linh gì đó mà hai người các ngươi lật tông xử đến lung tung rối loạn còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hủy hoại quy tông thành. Tông chủ ngũ hành tông nhìn liên liên và trình hoài an nói, các người trở về cho ta. Liên Liên khẽ nói với Diệp Tố, "Cô cứ tiếp tục, không cần để ý cha ta." Sau đó nàng và Trình Hoài An song song tiến lên, ngăn cản tông chủ Ngũ Hành Tông ra tay ngăn cản. Diệp Tố tiếp tục lắp tên kéo cung, lần này không còn đạo ánh sáng cản trở, mũi tên của nàng thẳng công bắn vào chữ Quy, mở rộng vết nứt ra lớn hơn. Còn một mũi tên nữa, Diệp Tố nhắm chuẩn vào từ thành khi mũi sắp bắn ra ngoài thì lỗ tai nàng khẽ động, nàng bỗng nhiên lắc mình buông tay, mũi tên bắn vào khoảng không bên cạnh. Không phải là khoảng không. Có một bàn tay chụp lấy mũi tên thần thức, sau đó không gian chậm rãi vặn vẹo bị xé sang hai bên, một người từ đó bước ra. Là lục trầm hàn. Hắn bóp nát mũi tên thần thức, diệp tối nhìn hắn, mặt không có chút biểu tình nào, phảng phất như thứ bị bóp nát không phải thần thức của mình đã lâu không thấy. Diệp Tố nở một nụ cười trào phúng, không biết Lục Đạo Hữu có còn là người hay không. Hai mắt Lục Trầm Hàn ẩn hiện ánh tím, uy áp trên người cũng nặng hơn, không phải là trình độ mà tu sĩ bình thường có thể đạt được. Ngươi, Lục Trầm Hàn lạnh nhạt nói, ta sắp thành thần. Diệp Tố nghe vậy không khỏi suy một tiếng, dựa vào thủ đoạn tà đào. Mà cũng không vô sỉ được như côn luân các ngươi. Ngươi tạo ra quá nhiều vấn đề." Lục Trầm Hàn nhìn chằm chằm Diệp Tố như đang nhìn một người chết, "Hôm nay ta sẽ giải quyết ngươi trước, đáng tiếc ngươi không tận mắt thấy được thiên cơ môn diệt vong." Phía sau hắn không có người khác xuất hiện, tới đây tựa hồ chỉ vì giết Diệp Tố, nói đúng hơn hắn hẳn là tới ngăn cản nàng giải trừ phong ấn. Hắn tới đây ngược lại khiến cho Diệp Tố càng tin tưởng Quy Tông ấn có quan hệ với Tháp Linh, và Tháp Linh không biết vì lý do gì là một đồ vật cực kỳ quan trọng. Diệp Tố lui về sau mấy bước, Lục Trầm Hàn lập tức huy kiếm động thủ. Cảnh giới của hắn tăng cao, kiếm ý cũng trở nên mạnh hơn, Diệp Tố tránh không thoát, cánh tay bị kiếm ý cắt qua một đường dài. "Phụ thân, Côn Luân có dị tâm, người giúp Diệp Tố đi." Liên Liên gấp gáp nói với tông chủ Ngũ Hành Tông. "Ai biết Diệp Tố cũng có mưu đồ gì không?" Tông chủ Ngũ Hành Tông cảm thấy Liên Liên quá ngây thơ, để bọn chúng lưỡng bại câu thương vừa hay. Tông chủ Ngũ Hành Tông giơ tay tỏ vẻ sẽ đánh ngất hai người mang về thành. Trình Hoài An phản ứng cực nhanh, kéo Liên Liên lui về phía sau, hắn cũng đã đưa tin cho Thiên Cơ môn và Ngô kiếm phái, hy vọng Ngô tông chủ và Chu tông chủ có thể chạy tới hỗ trợ. Hiện giờ tình huống ở ba phương khác, các đại năng không thể nhúng tay, nhưng Côn Luân Lục trầm hàn lại xuất hiện ở phương đông tin tức vừa đưa ra rất nhanh liền có hồi âm. Hai đứa đang làm cái gì thế hả? Tông chủ Ngũ Hành Tông cực kỳ tức giận, thực lực của ông ta bình thường nên không muốn gánh trách nhiệm với Diệp Tố, hiện giờ nhìn thấy Liên Liên và Trình Hoài An hoàn toàn không nghe lời của lão thì cảm thấy tôn nghiêm bị tổn thương nặng nề. "Phụ thân, hiện tại tam giới đại loạn, vậy mà người không phân biệt được bên nào nặng bên nào nhẹ, chỉ biết khư khư lợi ích của bản thân." Liên Liên cười lạnh, Giống như năm đó khi người và mẫu thân gặp phải yêu thú cửu dai, rõ ràng chỉ cần ông ra tay là có thể cứu được bà ấy, vậy mà lại chỉ biết tự mình trốn chạy. Câm miệng, tông chủ ngũ hành tông tung ra một đạo phù chú đánh vào trên người liên liên. trình hoài an ném qua hai đạo phù, nhưng ngăn không được phù chú của đại thừa sơ kỳ, chỉ có thể xoay người thay liên liên nhận lấy lá phù, hắn che ngực, hộc ra một búng máu. hoài an liên liên đỡ lấy trình hoài an ngẩng đầu nhìn về phía tông chủ ngũ hành tông trong mắt rốt cuộc ngoại trừ chán ghét còn hiện lên một tia sát ý loại người này có thể bước lên vị trí tông chủ cũng chỉ bởi vì mẫu thân nàng không còn mà thôi giờ phút này diệp tố ở đối diện đã bị kiếm ý của lục trầm hàn chém một nhát sâu thấy cả xương không biết vì sao hắn còn mạnh hơn đại thừa kỳ bình thường vài phần mặc dù diệp tố dùng hết thủ đoạn ngay cả dùng thần thức cũng không thể chống cự nổi. Lục trầm hàn nhìn Diệp Tố, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai, người có dở ra nhiều thủ đoạn hơn đi nữa cũng không thắng nổi lực lượng tuyệt đối. Hai tay hắn nắm lấy thất tuyệt kiếm, chém ngang một nhát, kiếm ý với khí thế ngập trời sông thẳng về phía Diệp Tố, một khắc đó. Tất cả linh khí trong không trung mãnh liệt tràn vào kiếm của lục trầm hàn. Diệp tố nghiêng đầu nhìn quy tông ấn trên cửa thành, thế nhưng lại từ bỏ chống đỡ kiếm ý mà lại hoàn toàn xoay người, cài tên kéo cung, nhắm bắn ngay vào chữ thành. Lục Trầm Hàn trầm mặt, kiếm ý còn chưa hoàn toàn thành hình lại bị hắn kéo trở về, sau đó lại vung ra một kiếm, chém vào mũi tên Diệp Tố vừa bắn ra. Đường kiếm đầu tiên chém trúng chuông phòng hộ Diệp Tố kết thành từ thần thức, khiến nó vỡ vụn, ngay sau đó đường kiếm theo đà chém vào sau lưng nàng, đường kiếm thứ hai va chạm với mũi tên trong không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt diệp tố quỳ hai đầu gối xuống đất vết thương sau lưng có thể thấy cả xương trong cổ họng đều là vị dì sắt của máu đuôi mắt nàng thoáng thấy lục trầm hàn vọt lại đây kiếm trong tay đã nhấc lên cao nhưng diệp tố lại không để ý chút nào một lần nữa muốn bắn ra một mũi tên ít nhất phải thả được tháp linh ra diệp tố liên liên quay đầu nhìn sang thấy tình huống nguy cấp thì phóng ra mấy lá phù chú muốn bảo vệ diệp tố nhưng lại chỉ là uổng công mắt thấy kiếm của lục trầm hàn sắp chém xuống cổ diệp tố thì lúc này tông chủ hợp hoan tông ngô nguyệt và tông chủ ngô kiếm phái chu kỳ vừa lúc đuổi tới chu kỳ tung một kiếm ngăn cản thất tuyệt kiếm của lục trầm hàn tông chủ hợp hoan tông kéo diệp tố ra khỏi phạm sáu nguy hiểm cùng lúc đó vung tay thiết lập ảo cảnh với lục trầm hàn Người chết rồi à? Tông chủ hợp hoan tông đút cho Diệp Tố một viên đan dược, sau đó ngẩng đầu nhìn tông chủ ngũ hành tông, chỉ biết ở chỗ này dương mắt cá chết ra nhìn, hay là ngươi âm thầm có một tay với côn luân. Tông chủ ngũ hành tông nhìn thấy người cùng thế hệ, cùng cấp bậc với mình xuất hiện thì khí thế liền héo xuống, sắc mặt lão cực kỳ khó coi nói. Diệp Tố vừa tới đây liền muốn phá hủy biển tên của quy tông thành chúng ta, còn muốn ta cứu nó. Ngô Tông Chủ hừ một tiếng, quay đầu nhìn liên liên, nhanh chóng tu luyện tiến dai đi, sau đó hất cẳng cha ngươi xuống, cho loại người này làm Tông Chủ, cùng ngồi cùng ăn với ta, ta nhịn lâu lắm rồi. Ngô Nguyệt, Tông Chủ ngũ hành Tông cảm giác nhục nhã cực kỳ. Tông Chủ hợp hoan Tông ngoái ngoái lỗ tai, có kêu lớn tiếng hơn nữa thì cũng không thay đổi được sự thật là ngươi bất tài vô năng. Ta muốn phá vỡ quy Tông Ấn, tìm tháp linh diệp tố nương theo sự giúp đỡ của ngô tông chủ chậm rãi đứng lên nàng dương cung chuẩn bị một lần nữa bắn mũi tên ra nhưng hư ảnh ở bắc phương bị du phục thời đánh tan lại một lần nữa tụ tập lại không những thế nó còn bắt đầu thực thể hóa không biết vì sao nhưng lực lượng của lục trầm hàn cũng tăng nhanh trong chớp mắt ta đi phụ một chút tông chủ hợp hoan tông thấy tình thế không ổn tức khắc chạy đến giúp đỡ chu kỳ hai cao thủ đại thừa kỳ đối chiến lục trầm hàn vậy mà lại không có phần thắng. Diệp Tố bất chấp tất cả, lảo đào kéo cung ra, không ngừng cố gắng bình ổn hô hấp của bản thân. Thái dương của nàng cũng bị kiếm khí rạch bị thương, máu chậm rãi chảy theo xương mày, nhỏ giọt trên mi mắt. Diệp Tố không dám chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm ba chữ quy tông thành. Nàng dùng hết sức kéo cung, ngón tay dính đầy máu níu dây cung đến trắng bạch, thần thức hội tụ thành mũi tên, một lần nữa vọt tới. Tiếng xé gió một lần nữa phát ra, mũi tên bắn trúng vào chữ thành. Máu không ngừng nhỏ giọt xuống đất, Diệp Tố hoàng hốt ngửa đầu nhìn tấm biển trên cửa thành, chỉ là nứt ra mà không có bất kỳ phản ứng nào khác. Chỉ phá vỡ thôi chưa đủ. Nửa bên mặt của Diệp Tố nhuộm đỏ bởi vết máu uốn lượn, nàng kéo cung muốn tiếp tục bắn tên. Lúc này, Tông chủ Hợp Hoan Tông và tông chủ Ngô Kiếm phái đều bị Lục Trầm Hàn đánh bay, ngã trên mặt đất không thể động đậy. Tông chủ Ngũ Hành Tông thấy tình hình trước mắt không ổn đã sớm đào tẩu, liên liên an bài tốt cho Trình Hoài An xong lập tức chạy tới xem xét thương tích hai vị tông chủ. Màu tím trong mắt Lục Trầm Hàn lúc này lại đậm thêm vào phần. Không biết tự lượng sức mình. Lục Trầm Hàn nhẹ nhàng phun ra sáu chữ, hắn nhìn sang Diệp Tố trong mắt bùng lên sát ý. Hắn đi tới một bước này, có bảy phần là do mấy người thiên cơ môn tạo thành. Không có diệp tố, không có du phục thời hắn vẫn sẽ là đệ nhất nhân của thế hệ tu sĩ trẻ tuổi. Lục trầm hàn nhớ tới chuyện lúc trước, sau khi cốc lương thiên trốn vào bồng lai, hắn đi đến trảm kim tông một chuyến, chỉ là muốn điều tra cho chắc. Không ngờ biết được thanh trùy thủ đó thật sự là định chế riêng cho tông chủ nhạc kỵ của vạn Phật Tông hắn không đi hỏi tông chủ vạn phật tông mà chỉ trở về côn luân báo việc này cho phong trần đạo nhân lúc ấy chính sơ tôn nhân cũng ở đó chính sơ tôn nhân đánh giá trên dưới lục trầm hàn hồi lâu bỗng nhiên nắm lấy tay hắn căn cốt không tồi lục trầm hàn không hiểu lời này ý gì nhưng đối phương là sư tổ hắn không thể không cung kính lắng nghe có muốn thành thần chính sơ tôn nhân lại hỏi lục trầm hàn tất nhiên đáp muốn Mục đích cuối cùng của cả đời tu luyện của một tu sĩ còn không phải phi thăng thành thần hay sao? Tốt, tốt, tốt. Chính Sơ Tôn Nhân nói liền ba tiếng tốt, siết chặt bàn tay của Lục Trầm Hàn, "Đã muốn thành thần, vậy ta sẽ cho ngươi thành thần." Lục Trầm Hàn nghe vậy theo bản năng dương mắt, vừa lúc chạm đến ánh mắt của Chính Sơ Tôn Nhân, đó là một đôi mắt màu tím nhạt. Chờ hắn phản ứng lại thì trong cơ thể nhiều thêm một cổ lực lượng không thuộc về hắn. Cổ lượng lượng đó khiến hắn trực tiếp tiến giai đến đại thừa kỳ. Ban đầu Lục Trầm Hàn còn sợ hãi, còn bất an, hắn thậm chí không có trải qua lôi kiếp liền thăng lên đại thừa kỳ, nhưng về sau hắn lại bắt đầu đắm chìm trong khoái cảm có được lực lượng tối thượng. Đồng thời hắn cũng biết được Nhạc Kỵ Thế mà lại là một trong những người cùng phe với bọn họ, kế hoạch này của Côn Luân từ vạn năm trước đã bắt đầu rồi. Lục Trầm Hàn áp chế cảnh giới tiến vào vào yêu giới khi nhìn thấy gương mặt đắc ý của Ninh Thiển Giao thì trong lòng âm thầm trào phúng. Đáng tiếc duy nhất chính là không giết chết được cốc lương thiên, mấy người diệp tố không dễ đối phó, hắn không tìm được yêu mạch, cũng may cuối cùng khi vào ma giới, hắn và tông chủ vạn Phật Tông thành công bày được trận pháp trên núi ma mạch. Lục trầm hàn không biết gì về pháp trận, hắn giao quyền khống chế thân thể cho một sợi tàn thức trốn tránh ở côn luân đã vạn năm, đối phương thông qua việc điều khiển hắn và nhạc kỵ mới bày xong pháp trận. Nếu không phải bởi vì diệp tố thì bọn hắn sớm đã trên đường trở thành thần. Thế nhưng nàng ta lại ra tay phá hủy pháp trận, còn muốn tìm tháp linh. Lục Trầm Hàn không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh sau khi ba đạo hư ảnh xuất hiện. Trong thân thể hắn có lực lượng tương tự nên hắn có thể cảm giác được những hư ảnh này mang lực lượng giống với hắn. Tuy nhiên tốc độ thực thể hóa quá chậm, du phục thời lại nhảy ra hư ảnh ở Tây Phương vậy mà lại bắt người Côn Luân làm chất dinh dưỡng, không ngừng tẩm bổ chính mình. Lục Trầm Hàn chính mắt nhìn thấy mấy vị trưởng lão cùng vô số đệ tử nổ tung huyết nhục, thông qua linh khí toàn bộ bị hút vào trong hư ảnh. Những người đó đều là những người muốn rời khỏi Côn Luân, bao gồm trưởng lão tóc nâu. Lục Trầm Hàn tuy rằng không biết tháp linh có tác dụng gì, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng hắn ngăn cản Diệp Tố, hắn thuấn di đến sau lưng diệp tố muốn cảm nhận sự sung sướng khi chính tay cầm kiếm chém đứt cổ nàng nhưng ngay sau đó thất tuyệt kiếm lại đột nhiên run lên cảnh giác thân thể lục trầm hàn cứng đờ từ bỏ công kích diệp tố xoay người không kiên nhẫn vung kiếm chém xuống phía sau lưng lại là ai là ngươi lục trầm hàn lạnh nhạt nói lại là một đệ tử thiên cơ môn tầm mắt dịch huyền rừng trên mặt diệp tố đồng tử không khỏi co rụt, sau đó lại nhìn lục trầm hàn, châm chọc nói, người có biết đôi mắt của mình rất xấu hay không? Chẳng ra cái gì cả, đồ bắt trước lỗi. Tác giả có lời muốn nói. Kiều kiều ở nơi xa, có phải có người đang khen ta không? chương 190 Thành thần Lục trầm hàn không có mảy may phản ứng, đừng nói là trong mắt biến màu, cho dù là dung mạo bị hủy hoại thì có làm sao, chỉ có lực lượng mới là thứ quan trọng nhất trên thế gian. Nhìn xem những tông chủ từng cao cao tại thượng lúc trước, không phải cũng bị kiếm ý của hắn đánh ngã trên mặt đất không dậy nổi đó sao? Nếu người đã tới, cũng vừa lúc, chết dưới kiếm của ta. Lục trầm hàn lạnh lùng gằng từng tiếng, hắn bẻ cổ phát ra tiếng răng rắc, cảm nhận lực lượng chảy cuồn cuộn trong cơ thể, cảm giác có thể thao túng tất cả mọi thứ trên thế gian một lần nữa trỗi dậy dịch huyền siết chặt trọng minh đao hai người đồng thời nhảy lên sông thẳng về phía đối phương đao kiếm chạm vào nhau giữa không trung phát ra sóng chấn động mãnh liệt trọng minh chợt bay ra từ thân đao không công kích lục trầm hàn mà lại nhảy đến trước mặt diệp tố trong tay hắn còn cầm một quyển trục là vạn cảnh thông mang tháp linh đến luân chuyển tháp trọng minh nhét quyển trục vạn cảnh thông vào tay diệp tố xong liền xoay người trở về giúp dịch huyền Diệp Tố cúi đầu nhìn quyển trục, phía trên có vết máu nhưng không phải của nàng. Nàng theo bản năng dương mắt nhìn Dịch Huyền ở đối diện. Dịch Huyền đón ánh mắt của nàng, nở một nụ cười. Trước đó hắn nhận lấy bao tải, dùng quyển trục vạn cảnh thông chuẩn bị đến ma giới, nhưng trước khi đi lại đổi ý, chuyển thành đi nơi giao nhau của tam giới. Đến nơi khung cảnh vẫn là một mảnh hoang vu, luân chuyển tháp vẫn như cũ không thấy đâu. Dịch huyền đứng im ở đó, rất lâu không động đậy, những âm thanh đó, có lẽ tìm theo những âm thanh đó sẽ có thể tìm ra được luân chuyển tháp. Tìm được luân chuyển tháp ít nhất sẽ có thể tìm được bồng lai thánh sứ, từ đó sẽ có cơ hội để liên hệ với bồng lai trường sử. Dịch huyền nhắm mắt lại, hai tai tập trung lắng nghe, không buông tha bất kỳ một tiếng gió thổi cỏ lay nào. Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc lại nghe thấy được những ma âm đó thậm chí so với lần trước còn lớn hơn lộ ra sự bị thương vội vàng và sợ hãi bọn họ tới tới rồi dịch huyền không mở mắt hắn nghe những âm thanh bên tai nhấc chân bắt đầu đi về hướng phát ra những âm thanh đó hắn không biết bản thân mình đã đi đến đâu chỉ nghe thấy âm thanh mỗi lúc một rõ mãi đến khi có một bàn tay chống lên ngực hắn thì hắn mới dừng lại mở to mắt là vị bồng lai thánh sứ đã tặng áo choàng cho du phục thời. Dịch huyền vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy luân chuyển tháp ở sau lưng bồng lai thánh sứ. 11 vị thánh sứ khác vẫn đang ngồi xung quanh tháp, tay không ngừng bấm pháp quyết, miệng đang niệm cái gì đó. Ta muốn tìm trường sư. Dịch huyền hỏi thẳng, tháp linh ở đâu? Vị bồng lai thánh sứ trước mặt hắn không nói gì, chỉ đứng tránh sang một bên. Lúc này cửa luân chuyển tháp đột nhiên mở ra từ bên trong thánh sứ giơ tay làm tư thế mời. Dịch huyền không chút do dự bước vào luân chuyển tháp, ngay sau đó cửa tháp trong nháy mắt đóng sầm lại. Lúc này hắn mới nhìn thấy tầng thứ nhất ngồi đầy người bồng lai, tất cả bọn họ đều ngồi trên mặt đất, dưới thân có bản âm dương đang vận chuyển, người ngồi ở trung tâm chính là bồng lai trưởng sử. Nhìn mặt cũng không thể biết ai là ai, chỉ có thể phân biệt thông qua quần áo. Các ma ảnh trong không trung bay tới bay lui, gào thét bọn họ tới, nhưng lại không công kích người giống trước kia. Dịch huyền vòng qua các bồng lai đệ tử, đi đến trung tâm, nói với bồng lai trưởng sử, ta muốn biết tháp linh ở đâu. Hiện tại bên ngoài cực kỳ rối loạn. Bồng lai trưởng sử mở hai mắt, thấp giọng nói, sắp không kịp rồi. Rốt cuộc các người biết cái gì? Dịch huyền lo âu, nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một lớn. Bồng lai trưởng sử đứng dậy, nhìn chằm chằm vào đóa hoa lan giữa chán dịch huyền một lúc, sau đó rút quyển trục vạn cảnh thông khỏi tay hắn, cắt một đầu ngón tay của mình, vẽ một bàn âm dương lên quyển trục, nói với Diệp Tố mang tháp linh lại đây. Không đợi dịch huyền hỏi thêm, trường sử đẩy hắn lui về phía sau, ngay sau đó dịch huyền liền xuất hiện bên ngoài thành quy tông, nhìn thấy lục trầm hàn đang vung kém chém về phía đại sư tỷ. Lực lượng của lục trầm hàn đang không ngừng tăng cao, dịch huyền hiện giờ đã nhập ma thể chất mạnh hơn tu sĩ bình thường hai người đều cảnh giới đại thừa lại đều cầm thần binh thế nên đối chiến trong lúc nhất thời lại ngang tay trong lòng dịch huyền kiên định nhưng lục trầm hàn lại bắt đầu bực bội từ sau tông môn đại bì mỗi khi gặp phải tình huống không có phần thắng áp đảo thế này thể nào hắn cũng sẽ gặp bất lợi lục trầm hàn liếc nhìn về phương bắc hắn cần nhiều lực lượng hơn lúc này Diệp Tố một lần nữa lắp tên kéo cung, ba mũi tên thần thức được bắn ra, xoay tròn lao đi vun vút, cuối cùng mỗi mũi tên ghim vào trên từng chữ Quy Tông Thành. Quy Tông ấn chậm rãi nứt ra, giống như một hoa văn mạng nhện, sau đó toàn bộ tường thành của thành Quy Tông đột nhiên vỡ toang, ầm ầm đổ xuống. Một đạo ánh sáng màu tím bay ra, là một hạt ngọc tròn trông như một viên xá lợi, đây là tháp linh sao. Thế mà lại không giống trọng minh có linh thể hình người. Diệp Tố thu cung, giờ tay lau vết máu trên mặt, đạp một chân xuống đất phi thân lên chụp lấy hạt châu tháp linh vào trong tay. Nàng nhìn xung quanh, lục trầm hàn đang bị dịch huyền cuốn lấy. Liền liên đã dẫn hai bị tông chủ bị thương và trình hoài an rời đi. Diệp Tố nắm chặt tháp linh đang rãi rụa muốn trốn đi. Nàng mở ra quyển chụp vạn cảnh thông. Nàng vốn muốn dẫn dịch huyền cùng đi nhưng lại thấy dịch huyền lắc đầu khẩu hình khẽ mấp máy, không một tiếng động nói với nàng, đi. Bản âm dương trên vạn cảnh thông bỗng nhiên chuyển động, truyền tống Diệp Tố đến bên trong luân chuyển tháp. Trường sư, Diệp Tố nhìn thấy cả tầng một mồi đầy người bồng lai thì cực kỳ sửng sốt. Bồng lai trường sư vẫn còn đứng đó, ông nhìn Diệp Tố, nửa bên mặt của nàng đều là máu, cánh tay càng thảm thiết hơn, vết thương sâu thấy cả xương vậy mà gương mặt nàng vẫn bình tĩnh như không có việc gì. Đây có phải tháp linh không? Diệp Tố mở tay, để lộ hạt châu lóe lên ánh tím, trường sử, chúng ta phải đạt được một đường sinh cơ nào. Bồng lai trường sử cúi đầu nhìn hạt châu trong tay nàng, sau đó vung tay lên, trước mặt Diệp Tố liền xuất hiện một cái bản âm dương, bên trong là hình ảnh của ba hư ảnh ở ba phương. Nàng nhìn thấy tiểu sư đệ, hắn đang đối chiến với người, đã thực thể hóa được một nửa thân thể ở phía Tây, rõ ràng đã chiếm được ưu thế. Thế nhưng người, đó một lần nữa lại lấy huyết nhục của tu sĩ ở Tây Phương bồi bổ, lại thong thả tiếp tục thực thể hóa. Khi ba vị thần này toàn bộ thực thể hóa, sẽ không còn bất kỳ đường sống nào. Bồng lai trưởng sử mắc tay ý bảo Diệp Tố nhìn hư ảnh ở phía Nam, không có ai ngăn trở, nó đã bắt đầu mọc ra đầu và hai vai, là một nữ nhân. Diệp Tố nhìn ba hư ảnh trong bàn âm dương, thật sự là thần. Đến giờ phút này, Diệp Tố mới rốt cuộc xác định trận loạn lạc này có liên quan tới thần. Người nhìn phía bắc đi, Bồng Lai Trường sử phất tay, cảnh tượng ở bắc phương hiện ra, không phải hư ảnh mà là một nơi Diệp Tố quen thuộc. Hoàng thành bí cảnh, đó là người chấn định như Diệp Tố cũng nhịn không được lùi về sau một bước. Trong rừng bia đá ở hoang thành bí cảnh, một người đang từ từ bò ra, thân hình cao lớn, cơ bắp lực lưỡng. Diệp tố nhìn chằm chằm bóng hình quen thuộc đó, nhìn ông từ từ bò lên mặt đất, thuấn di đến trước một thi thể trong bí cảnh, lột quần áo người nọ chồng lên người, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu hô to. Đồ thế ta sống lại rồi. Âm thanh của ông truyền khắp tu chân giới, đây không phải là điều mà đại năng bình thường có thể làm được đồ thế đứng tại chỗ một lúc ngẩng đầu nhìn lên không trung ở ba phương còn lại sau đó ông chạy về phía nam bắt đầu đánh nhanh với hư ảnh nữ nhân vừa rồi ngăn không cho bà ta thực thể hóa năng lực tính trước tương lai của ta đã mất không tính ra được một bước này gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn của bồng lai trưởng sử khẽ mỉm cười đồ thế tiền bối ông ấy làm sao lại diệp tố nhìn gương mặt kia chấn động vô cùng Ngươi cảm thấy bia đá ở nơi đó đang trấn áp cái gì? Bồng lai trưởng sử nói, chỉ có phía đông mãi vẫn không có động tĩnh, ngoại trừ việc rừng bia đá được chữa trị tốt thì đây mới chính là nguyên nhân quan trọng nhất, là do đồ thế đã đảo khách thành chủ, chiếm cứ lực lượng của thần, phải là một người cực kỳ bền gan vững trí mới có thể làm được tới bước này. Thần bị trấn áp dưới rừng bia đá không lúc nào là không hấp thu linh khí xung quanh, trong nháy mắt đồ thế chết đi, huyết nhục, thần thức của ông tất nhiên cũng bị cắn nuốt. Có điều, ông chính là Phật tử đã từng mất đi kim đan, khi tưởng ông đã cô độc chết đi trong giới thì ông lại kiên trì sống sót trong suốt 200 năm, còn một lần nữa tu luyện ra kim đan, lại còn tiến dai, tâm tính như thế, muốn ông tình nguyện để bị cắn nuốt là chuyện không thể nào. Ngủ đông, chờ đợi, một kích tất thắng. Đồ thế làm được rồi, hai lần tử vong, hai lần hồi sinh, lần sau gian nan hơn lần trước nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ diệp tố bỗng nhiên nhớ tới ma chủ hình phụ thần ấn trên xương cổ của ông ấy vạn vẹo rõ ràng ông đã từng chống cự thậm chí sự chống cự ấy còn có hiệu quả thế nên mới bị hút sạch ma khí thành thây khô trong nháy mắt chứ không giống hai vị đại năng của côn luân chỉ cần ba vị thần này còn chưa hoàn toàn hóa thành thực thể thì ngươi vẫn còn thời gian bồng lai trường sư nói vu thừa duyệt trong điện ma chủ sắp sửa độ kiếp phi thăng hắn là linh lung cốt trời sinh vô lôi kiếp nếu hắn trở thành thần có phải sẽ có thể góp sức phá hủy bọn họ diệp tố hỏi ba đánh ba bồng lai trường sử chậm rãi lắc đầu thiên đạo có áp chế với thần nhưng ba vị này một khi hoàn toàn thực thể hóa sẽ không phải chịu áp chế đó nữa không ai sẽ là đối thủ của bọn họ bao gồm tầm mắt ông dừng trên người du phục thời đang cầm khắp huyết kiếm. Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ, trên trán hắn đã dịn mồ hôi, tuy rằng có cực phẩm linh thạch màu tím bổ sung lực lượng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản hư ảnh ở đối diện không ngừng cắn nuốt máu thịt và thần thức của các tu sĩ. Nàng cực kỳ ghét cảm giác chỉ có thể đứng đây nhìn tiểu sư đệ qua bàn âm dương mà không cách nào có thể giúp hắn. Nàng hỏi, cần ta phải làm cái gì? Bồng Lai Trường Sử nhìn xuống Tháp Linh trong tay nàng, "Ta cần người thành thần." Diệp Tố nhíu mày, "Ta thành thần?" Nàng là trời sinh thức hải, mỗi khi tiến giai sẽ phải chịu gấp bội lôi kiếp, ngay cả quả Bồ đề cũng chỉ có thể khiến nàng lên tới hợp thể hậu kỳ mà thôi. Thành thần trong một thời gian ngắn, căn bản là một chuyện đùa. Chẳng lẽ phải nuốt Tháp Linh? Ngoại trừ Linh Lung Cốt và trường hợp ngoại lệ của đồ thế, thế giới này đã không thể phi thăng. Bồng lai trường sử lắc đầu nói. Diệp tố khó hiểu, nhưng tu chân giới trước kia vẫn có người phi thăng. Mặc dù số lượng ít đến nỗi có thể đếm bằng ngón tay, nhưng thật sự có người đã phi thăng. Lôi phi thăng đã biến mất mấy ngàn năm. Bồng lai trường sử nói, từ sau thần vẫn kỳ, thượng giới vẫn luôn đóng chặt, không có lôi phi thăng thì không cách nào có thể độ kiếp thành thần. Ta không biết đã xảy ra chuyện gì vì tìm kiếm nguyên nhân ta đã lật xem toàn bộ tất cả ghi chép của bồng lai nguyên nhân vẫn không tìm thấy nhưng lại phát hiện một chuyện khác khi nói chuyện ông nhìn vào bàn âm dương hiển nhiên lúc ấy ông phát hiện những việc sẽ phát sinh hiện tại nên mới liên thủ với bình thư lan nhìn trộm thần vậy thì ta phải làm sao để thành thần diệp tố hỏi ông bồng lai trưởng sử dừng một chút lấy ra một thứ đưa cho diệp tố thiên cơ lệnh Diệp Tố hoài nghi nhìn trường sử, nàng nhớ rõ sư phụ nói ông đã đập nó lên đại môn của thiên cơ môn, hai mảnh thiên cơ lệnh còn nằm trong túi cản khôn của nàng đây. Bồng lai trường sử cười cười, trước khi trương phong phong đập nó, ta đã đánh cháo. Chút chuyện này bồng lai vẫn có thể làm được, ông không thể lấy đồ từ trong tay du phục thời, nhưng lấy từ chỗ trương phong phong thì quá dễ. Diệp Tố nhớ lại ngày ấy Trương Phong Phong đắc ý nói đại môn thiên cơ môn thật chắc chắn. Mang theo tháp linh, bước lên tầng tháp thứ 9. Bồng lai trường sử khom lưng thật sâu với Diệp Tố, thành thần trở về, mới có thể khiến tam giới bình an. Diệp Tố một tay cầm tháp linh, một tay nắm thiên cơ lệnh, một lần bước lên luân chuyển tháp. chương 191 Phá hư Bồng lai trường sử nhìn Diệp Tố bước lên tháp, sau đó ông thu lại bàn âm dương, chậm rãi ngồi xuống, hai tay ông bấm pháp quyết, miệng lầm nhầm niệm chú, các đệ tử chung quanh ngồi thẳng tắp, thanh âm cũng dần dần lớn lên. Dưới tầng thứ nhất của luân chuyển tháp hiện ra một bàn âm dương cực lớn, theo khẩu quyết bọn họ tụng niệm, bàn âm dương bắt đầu tăng tốc. Lúc này tất cả người bồng lai bên trong, ngoài luân chuyển tháp cũng gia tăng tốc độ bấm bay và niệm chú bản âm dương to như vậy bắt đầu bay lên khỏi mặt đất của tầng thứ nhất, di chuyển lên tầng thứ hai, sau đó bay thẳng lên cao theo thân tháp, cuối cùng dừng lại trên đỉnh luân chuyển tháp, tốc độ chuyển động mỗi lúc một nhanh hơn, cát bụi bị cuốn lên mù mịt, 12 vị bồng lai thánh sứ bên ngoài tháp vẫn ngồi im nhắm mắt bất động, ngoại trừ vị đứng bên ngoài cửa, tất cả các thánh sứ khác đều trùng lên mũ của áo choàng thanh bồng. Diệp Tố không hề hay biết những chuyện này, nàng đã lên đến tầng thứ bảy, tay nàng cầm tháp linh nên uy áp trong tháp hoàn toàn biến mất, những yêu thú cao dai cũng không hề công kích. Diệp Tố thuận lợi bước lên tầng thứ tám, lôi hải vẫn ở đó như cũ, nhưng tháp linh trong tay nàng lúc này chợt động, nó vùng vẫy bay khỏi tay nàng, vọt lên trung tâm của đỉnh tháp, khảm vào trong đó. Một lát sau, Diệp Tố nhìn thấy một chùm bạch quang như ẩn như hiện, trông giống như một chùm pháo hoa bắn xuống từ đỉnh tháp, Nàng theo bản năng đi đến gần chùm sáng đó, ngửa đầu nhìn lên phía nguồn sáng, đó là một cầu thang được tạo thành từ ánh sáng trắng thuần khiết, chỉ là cầu thang này có vẻ cách nàng thập phần xa xôi. Diệp Tố giơ tay muốn đụng vào thang lầu, nhưng chỉ chụp được vào khoảng không, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm nguồn sáng, không biết có phải ảo giác do nhìn lâu quá hay không mà nàng lại cảm thấy cầu thang cách chính mình mỗi lúc một gần. Không phải ảo giác, Diệp Tố phát hiện cầu thang thật sự đang tới gần, gần đến độ chỉ cần nàng nhấc chân là có thể bước lên. Đây chính là tầng thứ 9 sao? Diệp Tố quay đầu nhìn thoáng qua tầng thứ 8, sau đó không chút do dự bước lên. Cầu thang thẳng tắp không có một chỗ rẽ nào, cả cầu thang thuần một màu trắng tinh khiết, cầu thang hướng lên cao mãi không thấy điểm cuối, Diệp Tố thậm chí không thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Nàng không biết bản thân đã đi bao lâu. Dịch sư đệ vẫn còn ở bên ngoài thành quy tông đối chiến với lục trầm hàn. Tiểu sư đệ thực lực có lẽ rất cao nhưng cũng không cách nào ngăn cản hư ảnh ở phía tây thực thể hóa. Trong đầu Diệp Tố hiện lên rất nhiều gương mặt, không biết từ khi nào, ở thế giới này nàng đã quen biết nhiều người như vậy. Nhị sư đệ thích giả vờ nói lắp, tam sư muội thích soi gương, tứ sư đệ thích nổ về nàng, dịch sư đệ hay nghĩ một đằng nói một nẻo còn có từ Trình Ngọc và các đệ tử mỗi người một tính cách của các tông môn khác. Quan trọng nhất chính là tiểu sư đệ ham lời biếng, lời nào không thích nghe sẽ bịt lại hai lỗ tai, còn cực kỳ quan trọng cái đẹp. Diệp Tố nghĩ đến đây thì hai mắt khẽ cong chứa đầy ý cười, nếu tiểu sư đệ có ở đây thì chỉ sợ chuyện thứ nhất hắn làm chính là quang thanh khiết thuật lên người nàng. Chờ khi Diệp Tố hoàn hồn lại nàng liền nhận thấy cầu thang dưới chân hẹp dần càng lên cao càng hẹp, đến cuối cùng không còn cầu thang nữa. Trung quanh một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không nhìn thấy được gì khác, Diệp Tố dừng một chút, cuối cùng quyết định mạo hiểm bước về phía trước một bước, kết quả đạp vào khoảng không. Trước khi Diệp Tố ngã xuống, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, tầng thứ 9 quả nhiên khác với tưởng tượng của mọi người, không phải là không có đường đi lên mà thật ra đường đi lên là huyễn cảnh. Tuy nhiên rất nhanh sau đó nàng đã không thể suy nghĩ thêm gì khác bởi vì có một cổ lực lượng ập xuống cuốn lấy thân thể nàng như muốn xé rách ra từng mảnh nhỏ, giống như muốn bóp vụn Diệp Tố sau đó nắn lại. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ đến cả cơ hội chống cứ Diệp Tố cũng không có. Trong nháy mắt trước khi mất đi ý thức, Diệp Tố còn nghĩ rằng có phải mình đã phá hư đường sinh cơ cuối cùng luôn rồi hay không? Cùng lúc đó, bản âm dương bên trên luân chuyển tháp quay cuồng đến cực hạn, trong không trung chợt mở ra một thông đạo, từ trên đỉnh tháp trong nháy mắt bay ra một tia ánh sáng tím, vọt vào thông đạo đó. Ngay sau đó thông đạo trên không trung tức khắc đóng lại, nơi giao nhau của tam giới lại khôi phục như cũ, chỉ có áo choàng của các thánh sứ bên ngoài tháp bồng lai bị cát bụi bao trùm không còn thấy màu sắc vốn có. Thánh sứ canh giữ ở cửa tháp càng chật vật hơn, không có áo choàng nên đầu đầy bụi đất, ngay cả lông mi cũng bị cát bám đầy. Ông đứng lên, khẽ mở cửa tháp chậm rãi bước vào. Lúc này tất cả các đệ tử bồng lai đã ngừng bấm tay niệm chú. Mọi người đều quỳ dạp người, hai tay hướng lên trời, chán chạm mặt đất. Tất cả đều quỳ về hướng bồng lai trường sử. 12 vị bồng lai thánh sứ theo thứ tự tiến vào, yên lặng quỳ xuống, cũng dập đầu hướng bồng lai trường sử. Theo động tác của bọn họ, một trận cắt bụi lại tung lên mù mịt nhưng cũng không ai lên tiếng oán giận vị thánh sứ không có áo choàng thanh bồng quỳ trên mặt đất thật lâu, đến khi thân thể của bồng lai trưởng sử ở trung tâm trầm chậm, chậm hóa thành các điểm sáng tỏa đi khắp nơi, tan biến trong thế gian, lúc này ông mới ngẩng đầu đứng dậy. Ngịch thiên mà đi, tất phải trả giá đại giới. Hơn 20 năm trước là Bình Thư Lan, hơn 20 năm sau là Bồng Lai Trường Sử. Mau nhìn đi, ở đây có người này. Quần áo sao lại rách nát thế này? tán tu. Chật chật, hợp thể hậu kỳ mà cũng dám một mình chạy tới núi khốc âm. Những vết thương này, thoạt nhìn là do kiếm khí tạo thành. Bên tai Diệp Tố truyền đến tiếng nghị luận ồn ào, nàng cố hết sức mở to mắt, lại bị ánh mặt trời sáng lạn khiến cho không khỏi nheo lại. Thấy nàng mở mắt, tức khắc hấp dẫn ba người đang nói đồng thời thò đầu sang nhìn. Bóng dâm do ba cái đầu trụm lại giúp mắt Diệp Tố đỡ chói hơn rốt cuộc nhìn thấy rõ có ba người đang nhìn chằm chằm bản thân ba cái đầu này cực kỳ quen mắt rõ ràng là các sư đệ sư muội nhưng lại có chỗ không đúng lắm tóc của tứ sư đệ trở nên ngắn hơn hai mắt diệp tố có chút mơ hồ dùng sức nhìn đầu tóc của hạ nhĩ mới phát hiện chỗ tóc mai có dấu vết bị đốt liệu có phải là bẫy dập không người có gương mặt giống y như đúc minh lưu xa lên tiếng không phải người hợp Hoan Tông cũng tới đây sao? Tam sư muội ở bên cạnh không biết từ lúc nào cầm một nhánh cây trên tay, chọc chọc vào bụng Diệp Tố, cảm giác chân thật lắm. "Để ta thử xem." Minh Lưu Sa nhận lấy nhánh cây, chọc chọc vào tay Diệp Tố, suy tư một chút gật gật đầu, đúng là quá mức chân thật, tay kia của nàng ấy đang nắm cái gì? Tứ sư Đệ Hạ Nhĩ cũng lấy nhánh cây, muốn chọc thử vào người Diệp Tố nhưng lại bị nàng vươn tay ra nắm lấy, các ngươi. A à, là người sống thật. Ba người tức khắc hò hét gà bay chó sủa, phóng ra đủ thứ pháp bảo hoa hòe lòe loẹt. Một trong số đó bung ra chuông phòng hộ, trực tiếp tông diệp tố lăn xuống triển núi, khi đụng đến một gốc cây mọc giữa lưng chừng dốc mới dừng lại. Diệp tố vốn dĩ đã bị thương nay tiếp tục phun ra một búng máu. Tuy nhiên nhờ va chạm này nàng ngược lại tỉnh táo hơn trên sườn núi, mấy người kia vẫn còn trâu đầu vào nhau, thì thà thì thầm. Pháp bảo của đệ sao tệ dữ vậy? Chưa gì đã đả thương người. Mới luyện đây thôi, lần sau sẽ sửa lại. Oa, wow, nàng ấy ngồi dậy rồi kìa. Nhìn giống người thật lắm. Diệp tố ngồi dựa vào thân cây, cảm thụ linh khí nồng đậm tràn ngập nơi nơi, lại nhìn xem từ đầu đến chân ba người trên sườn núi. Thật sự quá quen mắt, đặc biệt là gương mặt, rõ ràng chính là các sư đệ sư muội, nhưng trong trí nhớ của Diệp Tố, bọn họ chưa từng mặc qua quần áo như thế này. Mặc dù vẫn là đạo bào màu đen, trên vạt áo cũng thêu ba chữ Thiên Cơ Môn, nhưng tuy cùng một kiểu dáng nhưng quần áo của ba người trên sườn núi lại tràn ngập mùi vị tiền tài. Đây không phải là đạo bào xa xỉ mà Thiên Cơ Môn của nàng có thể dùng nổi, huống chi cảnh giới của ba người này, vượt xa nàng diệp tố ổn định lại hơi thở đỡ thân cây chậm rãi đứng dậy hỏi bọn họ các ngươi là người thiên cơ môn ba người không chút nào kinh ngạc nàng sẽ hỏi như vậy dù sao tên tông môn bọn họ được thêu thẳng lên áo toàn bộ tu chân giới này ai mà không biết tất nhiên vừa rồi làm ngươi bị thương ngại quá người có gương mặt giống như đúc tứ sư đệ hạ nhĩ lấy ra một kiện pháp bảo từ túi càn khôn ném xuống triển núi cho diệp tố cái này xem như nhận lỗi. Diệp Tố giơ tay chụp lấy, chỉ nhìn sơ thôi đã không nhịn được vuốt ve, trừ những pháp bảo nhìn thấy trong giới của tiểu sư đệ, nàng chưa bao giờ gặp qua pháp bảo có hoa văn được khắc mượt mà đến thế này. Đặc biệt đối phương còn có gương mặt của tứ sư đệ, trong lòng Diệp Tố có một niềm vui mừng khó nói. Có tác dụng hộ thân, miễn cưỡng dùng cũng được. Đối phương hơi xấu hổ nói, không nghĩ tới ngươi thật sự là người sống miễn cưỡng dùng cũng được những lời này nếu bị những luyện khí sư khác của tu chân giới nghe thấy chỉ sợ sẽ hổ thẹn đâm đầu vào đậu hủ chết quách cho rồi các ngươi tên là gì diệp tố ngửa đầu hỏi ba người trên sườn núi đi không đổi tên ngồi không đổi họ ta là hạ nhĩ đây là nhị tỷ của ta tây ngọc còn kia là đại sư huynh minh lưu xa hạ nhĩ hất cằm thập phần kiêu ngạo ba người chúng ta chính là đệ tử thân truyền của trưởng môn thiên cơ môn. Làm sao mà đến cả tên cũng giống. Vậy, Diệp Tố lại hỏi Hạ Nhĩ, người có biết thần vẫn không? Thần cái gì? Hạ Nhĩ nghe xong liền ngây ra, hiển nhiên là chưa từng nghe qua từ này. Diệp Tố siết chặt thiên cơ lệnh trong tay, trong lòng đã hiểu ra vài phần, nơi này có lẽ là tu chân giới ở trước thần vẫn kỳ, khắp nơi là linh khí, thiên cơ môn vẫn còn là một đại tông môn đại tài khí thô. Minh Lưu Sa chen ngang không để Diệp Tố tiếp tục hỏi mà ngược lại hỏi nàng, một tán tu hợp thể kỳ như ngươi chạy tới núi khốc âm làm cái gì? Diệp Tố cúi đầu vung tay triệu hồi vài thanh khiết thuật cho bản thân, sau đó ngẩng đầu nhìn ba người trên sườn núi, nở một nụ cười hiền lành, thật không dám giấu, ta là tới để gia nhập tông môn các ngươi. Ba người không ngờ được, mà khoan, y phục của ngươi là sao đấy? Tây Ngọc chỉ vào quần áo trên người Diệp Tố, sao lại giống đạo bào của Thiên Cơ môn chúng ta? Tuy rằng chất liệu vải cực kỳ kém nhưng hình thức rất giống, ngay cả vị trí của chữ theo cũng y hệt. Bản thân ta ngưỡng mộ Thiên Cơ môn đã lâu, rất muốn gia nhập Thiên Cơ môn, trở thành đệ tử dưới trướng trưởng môn. Diệp Tố mặt không đổi sắc nói: người tốt nhất nên nghĩ kỹ lại. Minh Lưu Sa nhìn Diệp Tố đầy cảnh giác, hắn khẽ mím môi nói, số người mỗi năm muốn gia nhập thiên cơ môn nhiều vô số kể, ngươi còn muốn làm đệ tử của trường môn. Kiếp sau đi. Đúng là kiếp sau nàng là đệ tử của trường môn thiên cơ môn đấy. Hai mắt Diệp Tố chứa đầy ý cười, dơ lên thiên cơ lệnh, cái này thì sao? Yêu ai? Cái đó nhìn quen quá. Sư đệ hạ nhĩ tóc ngắn trường to mắt, còn không phải trên tông sử có ghi chép là. Hắn nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra gọi là cái gì. Từ đâu ngươi có được thiên cơ lệnh? Minh Lưu Sa nghẹn giọng, nhìn chằm chằm đồ vật trong tay Diệp Tố, khiếp sợ hỏi. Không biết các ngươi có còn nhớ tông huấn hay không? Diệp Tố thưởng thức thiên cơ lệnh trong tay, ngước mắt nhìn ba người, chậm rãi nói, phàm là người cầm thiên cơ lệnh có thể hiệu lệnh chúng đệ tử thiên cơ môn, bao gồm cả trường môn, trưởng lão. Sắc mặt ba người thay đổi, cuối cùng Minh Lưu Sa ra mặt nói, ta không biết thiên cơ lệnh đó là thật hay giả, cần phải về tông môn để trưởng môn xem qua, mới có thể tính tiếp. Diệp Tố thu thiên cơ lệnh vào túi cản khôn, cũng vừa lúc, vậy phiền ba vị dẫn ta về tông môn. Minh Lưu Sa, sao hắn lại thấy người này không vừa mắt thế nhỉ? Việc này không nhỏ, ba người liền ngừng việc tìm tài liệu ở núi Khốc Âm, trực tiếp dùng quyển trục truyền tống mang theo Diệp Tố trở về Thiên Cơ Môn. Tới rồi, Minh Lưu xa thu lại quyển trục, nhìn sang Diệp Tố cảnh cáo nói, nếu dám giả mạo, ngươi đừng nghĩ lăn lộn ở tu chân giới này nữa. Diệp Tố ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ Môn trước mắt, sừng sững huy hoàng, linh khí nồng đậm vờn quanh, đây chính là Thiên Cơ Môn trước thần vẫn kỳ sao? Nhưng mà ngươi định dùng Thiên Cơ lệnh làm gì vậy? Hạ Nhĩ tới gần Diệp Tố hỏi, đừng nói là muốn chiếm lĩnh tông môn của chúng ta nhé. Diệp Tố mỉm cười, không, ta chỉ muốn làm đại sư tỷ của các ngươi. Minh Lưu Sa quay phát đầu lại. Hắn rốt cuộc biết vì sao mình lại không ưa người này. Chương 192 Vạn năm trước, đại môn vẫn như cũ không đổi, chẳng qua thiên cơ môn không còn là tông môn trước kia chỉ cần đứng ở bên ngoài là có thể dễ dàng nhìn trộm vào bên trong của nàng, khi diệp tố theo chân ba người bọn họ chậm rãi bước qua đại môn nàng cảm nhận được rõ ràng hộ môn đại trận đang nhằm vào mình chỉ cần bản thân lộ ra điểm gì đó khác thường nhất định sẽ bị đại trận hạ gục trong nháy mắt hộ môn đại trận hơn vạn năm trước quả nhiên phi phàm đừng chỉ lo nhìn loạn chung quanh đi theo bước chân chúng ta bị đại trận treo cổ thì thiên cơ lệnh cũng không cứu nổi ngươi minh liêu sa vừa đưa tin cho trường môn trưởng lão vừa không hờn không vui nói. Từ sau khi nghe nàng nói phải làm đại sư tỷ thì hắn cảm thấy cả người đều không khỏe. Tranh nhau đi núi khốc âm, tài liệu còn chưa tìm được lại đụng phải người này, thật đen đủi. Diệp tố khẽ nhướng mày, tầm mắt nhìn xuống dưới chân minh lưu xa, đi theo bước chân của hắn, từng bước một đi trên con đường đá dài, rốt cuộc tiến vào thiên cơ môn. Trước mắt rộng mở sáng ngời. Thí luyện trường rộng lớn liền hiện ra trước mặt nàng. Diệp Tố chưa bao giờ thấy qua bên trong Thiên Cơ môn lại có nồng đậm linh khí tinh khiết như vậy, mặc dù là sau thần vẫn kỳ khi linh mạch sống lại thì cũng không cách nào có thể so được với hiện tại. Trên thí luyện trường cũng không có chút cỏ dại nào, mỗi một khối đá dày nặng đều sạch sẽ, nơi đầu trên thí luyện trường cũng đều có đệ tử đang luyện khí, nhìn thoáng qua chỉ thấy đầu là đầu đếm sơ qua hẳn có ít nhất một vạn đệ tử đang vùi đầu luyện khí ở đây. Hơn nữa trong tay mỗi người đều là tài liệu tuyệt hảo mà đệ tử thiên cơ môn sau thần vẫn kỳ không cách nào có thể tưởng tượng ra được. Đây chính là thiên cơ môn ở thời kỳ phồn thịnh nhất trước thần vẫn kỳ sao. Diệp tố nhìn đông đảo đệ tử đang luyện khí trên thí luyện trường mà trong lòng cảm khái không thôi. Hạ nhĩ lặng lẽ nói với Tây Ngọc bên cạnh, nhị sư tỷ biểu tình trên mặt người này sao lại kỳ quái như vậy. Tây Ngọc cũng nhỏ giọng đáp, chớ có chọc nàng ấy, nàng ấy có thiên cơ lệnh, nói không chừng sẽ thật sự trở thành đại sư tỷ của chúng ta đấy. Minh lưu xa ngoài cười nhưng trong không cười đi ở đằng trước, gật đầu với các sư đệ sư muội đi tới đi lui, dùng mật âm truyền vào tai Tây Ngọc và Hạ Nhĩ ở phía sau, hai đứa nín đi. Tây Ngọc và Hạ Nhĩ liếc nhau, hai người cùng lúc truyền mật âm trở lại cho Minh Lưu Sa Đại sư huynh thẹn quá hóa giận à Đại sư huynh mọi người không phải đi núi khóc âm sao sao lại trở về rồi người này là đệ tử của tông môn nào thế sao đạo bào lại giống của chúng ta như vậy các đệ tử chung quanh thấy bốn người đi ngang qua thì bắt đầu bàn tán ríu rít đệ tử bên phải kia luyện khí phải tập trung không được thất thần Diệp Tố làm đại sư tỷ đã quen, tuy rằng thiên cơ môn huy hoàng giàu có này không giống với thiên cơ môn của nàng, nhưng thí luyện trường vẫn là thí luyện trường đó, nên nàng theo bản năng liền lên tiếng nhắc nhở đệ tử đang luyện hóa tài liệu còn ngó nghiêng hóng chuyện. A hát, a hát vâng, đệ tử kia nghe thấy liền trột dạ, lập tức quay đầu lại, tiếp tục an phận luyện hóa tài liệu. Minh Lưu Sa, nàng ấy giống như bắt đầu chuẩn bị để làm đại sư tỷ rồi. Hạ Nhĩ vẫn đi ở phía sau, nhỏ giọng nói chuyện với Tây Ngọc. Còn rất có khí thế nữa. Tây Ngọc nhìn Minh Lưu Sa ở phía trước mặt đã đen như đít nồi, giơ tay lên che miệng, vui vẻ nở nụ cười khi người gặp họa, đại sư huynh sắp tức chết rồi. Nơi này và thiên cơ môn ở sau thần vẫn kỳ khắp nơi tương đồng, nhưng cũng đồng thời khắp trốn bất đồng. Giống nhau chính là kết cấu bố trí đều y hệt, nhưng ở đây chỗ nào cũng lộ ra hương vị phú hào, rất có tiền, ngay cả rào chắn hai bên đường đi lên Cửu Huyền Phong đều là dùng gỗ ô kim thượng hạng làm ra. Diệp Tố không nhịn được duỗi tay ra sờ rào chắn, từ chân núi lên đến Cửu Huyền Phong, nhiều gỗ ô kim như vậy, thật là phí phạm của trời mà, trong đầu đại sư tỷ chỉ hiện lên mấy từ này. Trưởng môn đã thu cả năm đệ tử sao? Khi đi ngang sân viện quen thuộc trên cử Huyền Phong, Diệp Tố hỏi vẫn chưa, chỉ mới có ba người chúng ta, trường môn kén chọn đệ tử lắm. Hạ Nhĩ kiêu ngạo nói, chỉ có đệ tử luyện khí nào có thiên phú cực cao như chúng ta mới xứng đáng làm đệ tử của trường môn, mới được ở trên cửu huyền phong. Vậy à, Diệp Tố gật gật đầu, đúng là giống với những gì viết trên tông sử, chỉ có những đệ tử thiên phú lợi hại nhất mới có thể được ở lại trên cửu huyền phong của thiên cơ môn rốt cuộc cũng đi đến đại điện trên đỉnh núi cửu huyền phong ngực diệp tố bỗng nhiên đập thình thịch nàng không biết trưởng môn thiên cơ môn sắp gặp tới đây là người như thế nào sư phụ có người cầm theo thiên cơ lệnh tìm tới cửa vừa đến cửa đại điện minh lưu xa liền phi vèo vào trong vừa chạy vừa hô thiên cơ lệnh làm sao cơ bên trong loáng thoáng truyền ra âm thanh diệp tố bước qua ngạch cửa mà mình từng đi qua vô số lần ngẩng đầu nhìn trường môn đang ngồi trên đài cao trong điện, buột miệng thốt lên, trương phong phong. Người đừng có mà ỉ vào bản thân có thiên cơ lệnh thì làm sằng làm bậy, gây chuyện thị phi. Minh lưu xa mắng một hơi, đừng nói là ngươi còn muốn bỏ lên đầu sư phụ của ta. Diệp tố. Nàng nhìn chằm chằm Trương Phong Phong đang ngồi ở đằng kia uống trà, gương mặt của ông và Trương Phong Phong sau thần vẫn kỳ giống nhau như đúc. Trương Phong Phong háng giọng yêu nhã đặt chén trà xuống, ngón trỏ vừa ngoắc, thiên cơ lệnh trong tay Diệp Tố liền bay tới. Ông cẩn thận đánh giá hồi lâu, lâu đến độ trà đều lạnh, mới rốt cuộc ngước mắt nhìn về phía Diệp Tố. Ngọc bài này đúng là thiên cơ lệnh, dựa theo tông huấn, người có thể đề ra một yêu cầu. Diệp Tố gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn làm đồ đệ của ngài, làm đại sư tỷ thiên cơ môn, ở trên cửu huyền phong tu luyện. Cho đến khi thành thần. Minh Lưu Sa, nàng ấy vậy mà thật sự yêu cầu làm đại sư tỷ. Trương Phong Phong nhìn chằm chằm gương mặt Diệp Tố, nghĩa tới nghĩa lui, lại ho khan vài tiếng, người xác định muốn dùng thiên cơ lệnh đổi yêu cầu như thế. Đúng vậy, làm đồ đệ của ngài, đãi ngộ giống với bọn họ. Diệp Tố nhìn về phía ba người Minh Lưu Sa nói. Một lát sau, Trương Phong Phong cố gắng tỏ vẻ miễn cưỡng nói, thôi được rồi, nếu ngươi muốn làm đại sư tỷ thiên cơ môn, vậy thì làm vậy. Sư phụ, mình lưu xa luống cuống, thiên cơ môn là tông môn luyện khí, không biết luyện khí thì làm đại sư tỷ làm sao, hơn nữa nàng ấy chỉ mới hợp thể kỳ. Ai ra, hợp thể kỳ thì tu tu một chút là đến đại thừa kỳ như mấy đứa rồi, không quan trọng. Trương Phong Phong Trấn An nói, không biết luyện khí thì đi học, rất đơn giản. Dù sao người ta cũng cầm thiên cơ lệnh tới cửa rồi. Rõ ràng là vì người thấy nàng ấy đẹp. Địa vị đại sư huynh khó giữ, khóe miệng Minh Lưu Sa đều trễ xuống, "Sư phụ, người thu đệ tử toàn xem diện mạo mà thôi." Trương Phong Phong bị đệ tử vạch trần ngay trước mặt, vội vàng vờ bưng chén trà lên uống để giảm bớt xấu hổ. "Ta nghe nói có người cầm thiên cơ lệnh tìm tới." Một đạo thanh âm truyền tới từ ngoài điện. Diệp Tố quay đầu nhìn lại liền thấy mười mấy vị với gương mặt xa lạ đang đi vào. Tất cả những người này đều là độ kiếp hậu kỳ. Trường lão. Trường lão. Trường lão. Ba người Minh Lưu Sa vốn dĩ đứng ngả đứng nghiêng liền tức khắc thẳng eo, sôi nổi vái chào những người này. Ngay cả Trương Phong Phong ngồi trên đài cao cũng không tự chủ được ngồi thẳng lưng lên, chén trà cũng vội vàng đặt xuống những người này tiến vào thì chia ra ngồi ở hai bên ánh mắt đều dừng trên người Diệp Tố đánh giá từ trên xuống dưới thậm chí còn có một người vươn tay ra bóp bóp cánh tay của nàng tuổi hơn hai mươi hợp thể hậu kỳ hừm còn là trời sinh thức hải thần thức không tồi người nọ bóp tay xong liền nói những trưởng lão khác vẫn không lên tiếng Lúc này Diệp Tố mới rốt cuộc nhận thức rõ ràng thiên cơ môn này và thiên cơ môn kia của nàng không hề giống nhau. Thiên cơ môn hiện tại là siêu cấp đại tông môn danh xứng với thực. Sau khi nhìn Diệp Tố hồi lâu, vị nữ trưởng lão với dáng vẻ cực kỳ khôn khéo giỏi ra ngồi ở vị trí đầu tiên của hàng bên trái rốt cuộc mở miệng nói. Tiểu Lưu Sa nói không sai, thiên cơ môn chúng ta là tông môn luyện khí, nếu là người không biết luyện khí, cho dù có cầm thiên cơ lệnh cũng không thể tùy tiện trở thành đại sư tỷ thiên cơ môn. Minh Lưu Sa quay sang Diệp Tố nhướng mày, khi hắn còn cho rằng Diệp Tố sẽ nhắc lại về tông huấn thì Diệp Tố lại chỉ nói: "Ta biết luyện khí." Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, nghề cũ. Chương 193. Hàn Phiến. Các trưởng lão ngồi hai bên trong điện nhìn Diệp Tố đầy kinh ngạc. Tiểu bối dám ở trước mặt bọn họ nói bản thân biết luyện khí thật đúng là không có mấy người. Nếu ngươi đã nói biết luyện khí, vậy thì sẽ cho ngươi tài liệu. Nếu có thể luyện ra pháp khí hoàn chỉnh, trường lão với khí thế uy nghiêm nhất đứng bên cạnh trương phong phong nói: Hôm nay chúng ta sẽ đồng ý để ngươi trở thành đại sư tỷ thiên cơ môn. Hình trường lão, minh lưu xa không cam lòng hô lên. Địa vị đại sư huynh của hắn khi không lại tràn ngập nguy cơ sớm biết vậy lúc trước hắn đã cho người này một chân lăn xuống vực núi Khốc Sơn cho rồi. Hình trưởng lão biểu tình nghiêm nghị giơ tay ý bảo Minh Lưu Sa không cần nhiều lời nữa, ông vung tay lên, 10 loại tài liệu liền bay ra từ túi cản khôn, người chỉ có thể chọn 3 loại tài liệu trong số này. Minh Lưu Sa vốn đang nóng nảy thấy vậy thì bình tĩnh lại, hai tay ôm trước ngực nhìn Diệp Tố, 3 loại tài liệu làm sao đủ để luyện ra được pháp khí gì, hơn nữa nhưng tài liệu này đều khá lệch nhau, không dễ dùng. Quả nhiên hình trưởng lão vẫn là người nghiêm khắc nhất. Ngược lại, Diệp Tố luyện khí trong cái nghèo đã quen, nghe thấy những lời này thì cũng không cảm thấy gì, thậm chí khi nhìn những tài liệu đó hai mắt nàng đều tỏa sáng. Nam Phật Diệp, Gia Hàn Quả, Lưu Căn, Viêm Nhũ, mỗi loại đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Đặc biệt là viêm nhũ chỉ lớn lên trên hòa linh mạch từ sau thần vãn kỳ dần dần tuyệt chủng, Nam Phật Diệp này cũng là Nam Phật Diệp có tuổi thọ lớn nhất mà Diệp Tố từng gặp. Ta lấy ra hàn quả, Nam Phật Diệp và Liêu Căn. Sau khi đánh giá cẩn thận 10 loại tài liệu, nàng quyết định chọn 3 loại này, viêm nhũ và các tài liệu khác tuy rằng rất chân quý, nhưng Diệp Tố chưa từng dùng qua nên sợ là khó tránh khỏi sẽ xảy ra sự cố khi luyện. Nàng muốn đảm bảo 100% bản thân sẽ luyện chế thành công, tiến vào thiên cơ môn. Thiên Cơ môn ở trước thần vẫn kỳ đại tài khí thô, linh khí cực kỳ đầy đủ. Nàng lại quen thuộc nhất tông môn của mình, ở chỗ này tu luyện thành thần là thích hợp nhất. Nghe Diệp Tố gọi chính xác tên của ba loại tài liệu, hình trưởng lão không khỏi liếc mắt nhìn nàng thêm một cái. Ông thu lại những tài liệu khác, chỉ để lại ba loại này cho nàng. Hơn nữa cho mỗi loại đều cho nhiều hơn một phần. Diệp Tố nâng tay, theo bản năng chỉ lấy mỗi loại một phần, lòng bàn tay dân lên linh hỏa bắt đầu luyện hóa tài liệu. Hình trường lão Mọi người trong điện không nghĩ tới Diệp Tố nói luyện liền luyện, hình trưởng lão vẫn còn chưa nói hết lời, vốn dĩ ông định cho nàng nghỉ ngơi trước, sau đó đi đến phòng luyện khí để luyện, không ngờ nàng lại trực tiếp bắt đầu luyện ngay trong đại điện. Hơn nữa tất cả động tác của Diệp Tố đều cực kỳ điêu luyện, một tay điều khiển tài liệu bay lên không trung, một tay điều khiển linh hòa, thao tác điển hình của một luyện khí sư, mọi người trên đại điện cửu huyền phong ngạc nhiên nhìn chằm chằm động tác của diệp tố đây rõ ràng không thể nào là thủ pháp của người không biết gì về luyện khí mà ngược lại đây rõ ràng là tác phong của một luyện khí sư lành nghề nhị sư tỷ nàng ấy chơi lửa giỏi quá hạ nhĩ lặng lẽ nói với tây ngọc bên cạnh lòng bàn tay diệp tố dâng lên linh hỏa thỉnh thoảng ngón tay khẽ nhúc nhích linh hỏa phóng ra theo ngón tay của nàng chia ra nhào tới ba loại vật liệu ra hàn quả, nam Phật Diệp và Lưu Căn, hơn nữa linh hỏa ở mỗi hướng còn cháy ở mức độ khác nhau. Biểu cảm trên gương mặt của trường môn và các trường lão trên điện lại biến đổi, luyện khí sư bọn họ chú ý nhất là tinh tế, kỹ càng, thời gian luyện chế pháp khí thường tính theo năm, theo tháng. Nên khi luyện hóa tài liệu tất nhiên là sẽ xử lý từng loại một. Luyện khí sư nóng vội luyện hóa tài liệu thế này nhất định sẽ bị phê bình, đạo tâm không vững, không có kiên nhẫn. Nhưng tiểu cô nương này vậy mà lại có thể khống chế linh hỏa một cách hoàn hảo, từng phân đoạn luyện hóa không hề xuất hiện vấn đề nào, tạp chất trong tài liệu được loại bỏ sạch sẽ từng chút một. Minh Lưu Sa lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, vị trí đại sư huynh của hắn thật sự khó giữ rồi. Diệp Tố tập trung toàn bộ tinh thần vào luyện khí, vừa luyện hóa tài liệu vừa suy nghĩ kết cấu của pháp khí hoàn toàn không chú ý đến biểu tình của mọi người trong điện. Một ngày một đêm trôi qua, sau khi luyện hóa xong tài liệu, Diệp Tố bắt đầu vẽ trận pháp trực tiếp lên Nam Phật Diệp, Lưu Căn và Gia Hàn Quả. Không cần nháp kết cấu trước. Một vị nữ trưởng lão ngồi đối diện Hình trưởng lão ngạc nhiên nói, từ lúc chọn tài liệu đến khi hoàn thành bước luyện hóa, cô nhóc này rõ ràng không hề dành thời gian để lên kết cấu cho pháp khí, bây giờ cứ vậy trực tiếp tạo hình Thật lỗ mãng." Hình trưởng lão thấp giọng hô lên. Lời của ông vừa vang lên, không những các đệ tử mà trưởng môn, các trưởng lão trong điện đều cảm thấy da đầu căng lên. Vị hình trưởng lão này chính là trưởng lão của giới luật đường, trên từ trường môn Trương Phong Phong, dưới đến đệ tử quét dọn đại môn đều từng bị ông trừng phạt, là một vị cực kỳ nghiêm khắc, tương truyền là một tông huấn di động. Trận pháp vẽ khá đấy, hừm hình như còn lồng cả phù trận của ngũ hành tông vào trận pháp của vạn Phật tông. Trương Phong Phong đánh giá trận pháp Diệp Tố đang vẽ, cảm giác bản lĩnh của đồ đệ này thật không tồi. Diệp Tố vẽ đầy trận pháp tinh mịn lên ba loại tài liệu, sau đó mới tỉa tót lại những phần dư thừa của gia hàn quả, sau đó cẩn thận giáp nam Phật Diệp lên trên, cuối cùng chét lưu căn nóng chảy lên đoạn 2 phần 3 cuối lá nam Phật Diệp, làm thành các nang và tay cầm, cuối cùng luyện chế ra một chiếc quạt xuyên suốt quá trình, chỉ cần một vô ý nhỏ liền sẽ thất bại trong gang tấc, ra hàn quả chịu trái chịu rét, nhưng khi dùng linh lực cắt, nếu thiếu hay thừa một chút cũng sẽ không đủ để lá nam Phật diệp phủ lên. Còn lưu căn lại có tốc độ khô rất nhanh, nếu nắm bắt không đúng thời cơ thì sẽ dễ dàng đọng lại trên lá nam Phật diệp mà không phải thành nang và tay cầm như ý muốn. Mọi người trong đại điện đều là luyện khí sư, ai nấy đều sinh ra đồng cảm bản thân chính là người đang luyện chế, căng thẳng đến không tự giác ngừng thở, sợ quấy dày đến diệp tố, mãi cho đến khi chiếc quạt được hoàn thành. Lúc này mọi người mới hộc ra ngụm khí đã nghẹn hồi lâu. Cô nương này vậy mà thật sự biết luyện khí. Trong lòng mọi người không hẹn đều hiện lên suy nghĩ này. Diệp Tố cầm chiếc quạt, cúi đầu nhìn mặt quạt, nàng không hề vẽ gì lên trên đấy mà chỉ là nung nóng ra hàn quạ mỏng đến độ như cánh ve để có thể để lộ hoa văn của chính nam Phật Diệp khi phủ lên, vẻ đẹp thiên nhiên vĩnh viễn bắt mắt hơn là nhân tạo. Sư phụ, đã luyện xong. Diệp Tố ngẩng đầu, dùng hai tay nâng pháp khi dâng lên cho Trương Phong Phong. Tiếng sư phụ, này gọi cực kỳ thuận miệng, khiến cơ mặt những người khác trong điện không khỏi giật giật. Mau cho ta nhìn xem. Trương Phong Phong trực tiếp bước xuống từ đài cao, ông nhận lấy chiếc quạt từ trong tay Diệp Tố, pháp khí này dùng như thế nào? Tên gọi là gì? ta thấy con còn vẽ dẫn phong trận. Quạt quạt về hướng người khác là được. Diệp Tố nói, con đặt tên là Hàn Phiến. Vừa lúc Minh Liêu Sa cũng thỏ tới đứng bên cạnh xem xét, Trương Phong Phong thuận tay dùng Hàn Phiến quạt về phía đồ đệ của mình. Trong đại điện rộng lớn bỗng xuất hiện một cơn gió lốc, cuốn bay Minh Lưu Sa ra mấy thước. Minh Liêu Sa quỳ dạp trên mặt đất, phải dùng tới pháp bảo mở ra chuông phòng hộ quạt một lần có thể tạo ra một cơn lốc, nếu muốn bao vây đối phương thì có thể quạt sang các hướng xung quanh người đó. Diệp Tố nói với Trương Phong Phong. Để ta thử lại, Trương Phong Phong lập tức cầm quạt vung lên vài lần nữa, quả nhiên trong điện xuất hiện nhiều gió lốc hơn. Hơn nữa tùy theo lực đạo của mỗi lần vung khác nhau mà độ lớn nhỏ của cơn gió cũng không giống nhau. Trường môn, tiền tu sửa đại điện trước đó không lâu ngài còn chưa thanh toán cho tông môn đấy hình trưởng lão lạnh nhạt nhắc nhở trương phong phong tức khắc dừng tay ngại ngùng cười ha ha giơ chiếc quạt lên nói pháp khí này thật thú vị sư phụ vậy ta bây giờ chính là đại sư tỷ thiên cơ môn đúng không diệp tố vội vàng xác nhận chuyện này trương phong phong chỉ mới nói được một nửa ông quay đầu nhìn các trưởng lão ở hai bên mọi người cảm thấy thế nào nếu ngươi đã luyện chế ra pháp khí lại có thiên cơ lệnh yêu cầu này chúng ta đồng ý, tuy nhiên. Hình trưởng lão lên tiếng, thiên cơ lệnh phải trả lại cho thiên cơ môn, mong rằng ngươi hiểu điều này. Diệp Tố gật đầu, sau đó nói, vậy ta có thể ở lại đây bắt đầu tu luyện rồi đúng không? Nghe nói trên cửu huyền phong có năm gian phòng đệ tử, linh khí bên trong đó là tốt nhất. Có thể, có thể. Trương Phong Phong thuận miệng đáp ứng. Còn chưa được hình trưởng lão nghiêm nghị nhìn Diệp Tố, trước tiên phải chính thức trở thành đệ tử thiên cơ môn, đi đến mệnh đèn đường thắp mệnh đèn lên đi. Là trưởng lão của giới luật đường, mỗi điều của Tông Huấn đều đã khắc sâu vào trong xương cốt ông. Thiếu chút nữa quên mất việc này. Trương Phong Phong bước nhanh đi ra ngoài, cũng ngoắc tay bảo Diệp Tố đuổi theo, sư phụ dẫn con đi thắp mệnh đèn. Đa tạ sư phụ, Diệp Tố lặng lặng đánh giá Trương Phong Phong, không những diện mạo và ngay cả tính cách của sư phụ ở đây cũng không hề khác sư phụ ở sau thần vẫn kỳ. Sư đệ, sư muội cũng giống hệt, chỉ là nhị sư đệ bây giờ không có nói lắp. Diệp Tố an tĩnh đi theo phía sau Trương Phong Phong, cảnh giới của sư phụ ở đây đã tới độ kiếp hậu kỳ, chỉ kém một bước nữa là đã phi thăng thành thần, sư đệ sư muội cũng là đại thừa kỳ, nhưng vì sao mọi người vẫn tiến vào luân hồi, tới thiên cơ môn ở vạn năm sau? Bọn họ, ở đây không có thành thần sao? Tu sĩ từ đại thừa kỳ về sau, mặc cho độ kiếp thất bại vẫn còn có cơ hội ở một thời điểm thích hợp một lần nữa trọng sinh với bộ dáng như cũ, thậm chí có thể lưu lại ký ức. Chuyện này ở tu chân giới không hề lạ. Còn chuyện tên của bọn họ cũng giống nhau. Ở Thiên Cơ môn sau thần vẫn kỳ của nàng, Trương Phong Phong là được sư tổ nhặt về, tên là do người tự chọn sau khi đạt được luyện khí kỳ. Cho nên sư phụ về sau cũng thích nhặt người khắp nơi, nhặt một hơi cả năm đệ tử, cũng để các nàng tự chọn tên cho chính mình. Ta nhìn con thấy quen lắm." Trương Phong Phong quay đầu nói với Diệp Tố, khẳng định là có duyên phận thầy trò. Diệp Tố cười, "Sư phụ, con cũng cảm thấy vậy." Trương Phong Phong đột nhiên cảm thấy thật thoải mái, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một đồ đệ biết luyện khí, còn đẹp, nói chuyện lại dễ nghe, ông đúng là lời to tiến vào mệnh đèn đường trương phong phong lấy ra từ trong một chiếc hộp một ngọn nến to như nắm tay bảo diệp tố nhỏ một giọt máu lên trên bức đèn diệp tố nghe lời làm theo sau khi giọt máu vừa rơi xuống bức đèn liền cháy lên trương phong phong đặt ngọn nến vào trong một hốc trên tường mệnh đèn sau đó thiết lập vòng bảo hộ khi đề bút chuẩn bị viết tên đồ đệ thì mới sực nhớ đại đồ đệ con tên là gì diệp tố Diệp Tố nhìn Trương Phong Phong nói, Diệp trong lá rụng về cội, Tố trong vốn không quen biết, sao? Sao ro, Lui ye gui gen đờ ye, su mây ping sân đờ su. Diệp, Tố, xong rồi. Sau khi Trương Phong Phong viết tên nàng lên trên mệnh đèn, ông xoay người nhìn mấy đệ tử đang trâu đầu ở bên ngoài, dẫn đại sư tỷ các con đi chọn phòng đi. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, làm sao bây giờ? Hạ Nhĩ bám vào song cửa ngẩng đầu hỏi Tây Ngọc và Minh Lưu Sa ở trên. Minh Lưu Sa chậm rãi thu lại bàn tay đang chụp trên ván cửa, đứng thẳng người dậy, nghẹn khuất nói, cái gì mà đại sư huynh, về sau gọi nhị sư huynh. Ta đây thành tam sư tỷ, Tây Ngọc như suy tư gì đó. Diệp Tố bước ra ngoài mệnh đèn đường, cười với ba người, sư đệ, sư muội, đi thôi. Bốn người đi xuống dưới, đến khi đến sân bên hông đại điện minh lưu sa tiến tới đẩy cửa viện ra nói với diệp tố tới rồi đây là nơi ở của chúng ta diệp tố đi vào chỉ vào gian phòng đầu tiên nơi này có ai ở hay không gian đầu tiên và gian cuối cùng đều không có người ở tuy tì chọn minh lưu sa gần từng chữ một nói diệp tố nhướng mày ba nhóc này thật đúng là trước sau như một không có gì thay đổi phòng đầu tiên bị nắng sáng dọi vào, gian cuối cùng lại hứng nắng chiều, cho nên bọn họ trước kia cũng không thích hai gian này, còn giải thích màu mè là phải ở phòng theo thứ tự, cuối cùng nàng và dịch huyền đành phải ở hai gian phòng đó. Vậy ta ở gian này? Diệp Tố không chút do dự chọn phòng đầu tiên, nàng đi vào liền đóng cửa lại, chuẩn bị nhập định tu luyện. Thật đúng là không khách khí chút nào. Minh Lưu xa ở ngoài sân bĩu môi, Tự nhiên khi không nhiều ra một đại sư tỷ, chẳng lẽ hắn làm đại sư huynh tệ đến mức nhân thần đều phẫn nộ, tỷ ấy tới thay trời hành đạo. Chương 194. Hầm rượu. Gian phòng này không có người ở, trên cửa chỉ dán một lá phù tránh bụi, Diệp Tố đẩy cửa bước vào, không gian vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc chính là kết cấu, không có gì thay đổi, bạn năm vẫn như vậy, một chiếc giường, hai cái bàn một cái ở cửa sổ phía đông và một cái ở gian lớn ngay chỗ cửa chính. Xa lạ chính là giường và bàn lại được làm từ tài liệu rất tốt, tốt hơn giường và bàn ở vạn năm sau của nàng vô số lần. Bên trong lại còn tràn ngập linh khí thuần túy nhất thiên cơ môn. Diệp Tố đóng cửa lại, ngồi vào bàn, nét bình tĩnh nhẹ nhàng trên mặt chợt biến mất, hai tay nàng chống lên chán, dùng sức nhắm chặt mắt lại, muốn ổn định những suy nghĩ hỗn loạn đan xen trong đầu nhưng cũng không khá hơn là bao. Không biết mọi người như thế nào rồi, trước khi nàng rời đi Dịch Huyền vẫn còn đang đối chiến với Lục Trầm Hàn, nhưng tên họ Lục dường như được hư ảnh cung cấp lực lượng, còn tiểu sư đệ nữa, để ấy phải đối đầu trực diện với hư ảnh đã thực thể hóa, mặc dù trong giới có không ít cực phẩm linh thạch tím nhưng linh thạch cũng sẽ có lúc dùng cạn. Còn có đồ thế tiền bối bỏ ra từ rừng bia đá Lúc này Diệp Tố còn không biết rằng sau khi nàng đi, toàn bộ tam giới rơi vào tình trạng thời gian ngưng đọng. Nàng hít một hơi thật sâu, chậm chậm thở ra, sau đó buông tay khôi phục thành Diệp Tố bình tĩnh thường ngày. Diệp Tố đứng lên đi về phía giường, ngồi xuống bắt đầu nhập định tu luyện, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất để tu luyện đến độ kiếp kỳ, phi thăng thành thần sau đó trở về. Ngày hôm sau, Minh Lưu Sa vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy Tây Ngọc và Hạ Nhĩ đang đứng ngó nghiêng bên ngoài gian phòng đầu tiên, hắn bĩu môi, đã trễ thế này còn chưa dậy luyện khí. Vậy mà đòi làm đại sư tì. Hình như là đang nhập định. Tây Ngọc nhìn vào khe cửa sổ ở phía đông nói. Minh Lưu Sa hừ một tiếng, thôi được rồi, nếu như nhập định thì chúng ta đừng quấy rầy, đi tìm người trận pháp đường đến lập kết giới bên ngoài phòng cho tỷ ấy đi sao tỷ ấy lại cứ ở trong phòng thế hạ nhĩ vừa bước ra xa vừa lắc đầu nói để còn tưởng rằng diệp tố này cảm thấy hứng thú với thiên cơ môn chúng ta chứ quan tâm làm gì đi thôi đi luyện khí minh liêu xa đi ra ngoài viện tốt xấu gì về sau cũng chính là đại sư tỷ của chúng ta mà hạ nhĩ vừa lầm bầm vừa nhấc chân chạy theo một ngày lại một ngày trôi qua diệp tố trước sau vẫn không bước ra khỏi phòng ngay cả hình trưởng lão cũng tới xem tiểu cô nương kỳ quái cầm thiên cơ lệnh tới cửa chỉ vì muốn ở lại thiên cơ môn làm đại sư tỷ này. Mãi cho đến hai tháng sau, vào một buổi đêm muộn, trên không cửu huyền phong chợt nổ ra một tiếng sấm rền vang, ánh chớp xẹt qua màn đêm đen nhánh như cắt bầu trời ra làm hai. Cái quỷ gì vậy? Minh Lưu Sa nằm trên giường giật mình mở to mắt, nhảy ra từ cửa sổ, vừa lúc đụng phải Tây Ngọc cũng vừa nhảy ra từ cửa sổ bên cạnh tây ngọc ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vần vũ cuồn cuộn mây nhị sư huynh là lôi kiếp minh lưu sa nghiêng đầu lạnh lùng nhìn cô nhóc muội sửa miệng cũng nhanh thật oa wow, đại sư tỷ đây là muốn tiến dai sao âm thanh cảm thán của hạ nhĩ truyền tới từ trong sân viện so với trận thế lúc trước của đệ còn lớn hơn không hổ là đại sư tỷ minh lưu sa một tay hắn nắm lấy cánh tay tây ngọc lôi cô nhóc tới trong sân tay còn lại vớt luôn hạ nhĩ, kéo hai người ra ngoài, đừng đứng ngơ ngác ở đây nữa, lôi kiếp sắp dáng xuống rồi. Ba người chạy xuống chân núi, lúc này trưởng môn và trưởng lão ở các phong khác cũng đã tỉnh lại, trương phong phong lập tức cưỡi hạc giấy bay khỏi cửu huyền phong, trên đường thuận tiện cho ba đệ tử quá giang xuống núi. Trường lão các phong khác cũng sôi nổi nhìn về phía cửu huyền phong. Bóng đêm trầm lắng, thỉnh thoảng lại có lôi kiếp cắt qua không trung chiếu sáng toàn bộ thiên cơ môn như ban ngày. Trời sinh thức hải, quả nhiên không giống người thường. Có trưởng lão cảm thán nói, cô nhóc chỉ là một hợp thể kỳ mà động tĩnh này còn lớn hơn cả đại thừa kỳ tiến giai. Lúc này Diệp Tố ở trong phòng rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trạng thái nhập định, nàng cố ý bước ra khỏi phòng, bàn và giường đều được làm từ vật liệu quý giá, không thể bị xét đánh hỏng. Nàng bước vào trong sân, tìm một vị trí trống để đứng, sau đó lấy ra tụ lôi bình từ trong túi cản khôn. Lúc này từ đám mây vần vũ trên không rốt cuộc đánh xuống một đạo lôi to tướng, thẳng tắp dáng xuống đầu Diệp Tố, nàng không có pháp bảo để chống đỡ, cũng không dâng lên linh lực tạo thành chuông phòng hộ, cho nên cả người nàng bị đánh từ đầu đến chân, còn tỏa ra mùi khét. Tốc độ của lôi kiếp đại thừa quá nhanh. Sau đạo lôi đầu tiên đánh xuống, Diệp Tố thầm nghĩ thần thức của nàng còn chưa thích ứng kịp tốc độ này mười ngón tay Diệp Tố vẫn còn sẹt sẹt tia điện, nàng ngẩng đầu nhìn các cụm mây dày đặc thỉnh thoảng lóe lên tia chớp, chờ đợi đạo lôi tiếp theo. Sau khi bị bổ mấy lần, thần thức của Diệp Tố rốt cuộc có thể bắt kịp với tốc độ của lôi đại thừa, tuy nhiên thể lực của nàng đã chống đỡ hết nổi, đành phải ngồi trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt tụ lôi bình như cũ, nàng muốn mượn từng đạo lôi bổ xuống rèn rũa tụ lôi bình, để về sau bình có thể đủ mạnh để thu thập lôi phi thăng lại một đạo lôi đại thừa nữa đánh xuống. Diệp Tố không trốn, tùy ý để lôi đánh chúng. Sau đó thông qua việc điều khiển thần thức điều hướng lôi, lấy thân thể mình làm vật dẫn, dẫn năng lượng của lôi đại thừa vào thân bình. Một tay khác của nàng phóng ra linh hỏa, nung khô lôi bên ngoài tụ lôi bình. Người bình thường bị lôi đại thừa bổ một cái thì ngay cả việc chống cự cũng khó có thể tiếp tục. Diệp Tố cũng cảm giác đầu đau như muốn nứt ra. Mỗi một đoạn xương trong cơ thể đều như đang kháng nghị. Xương cốt vỡ vụn, sau đó phục hồi, sau đó lại vỡ vụn. Tất cả đều nhờ thức hải bằng bạc của nàng mới có thể chống đỡ đến hiện tại. Tuy nhiên Diệp Tố cảm thấy như vậy cũng đủ rồi, linh khí ở nơi đầy rất dồi dào, nàng có thể hấp thu được bất cứ lúc nào bất cứ đâu, thậm chí còn không có tạp chất, cực kỳ thuần túy, đây là điều xa xỉ mà trước kia không thể nào có được. Lúc sau, bất cứ đạo lôi nào đánh xuống đều bị Diệp Tố dẫn lên thân bình. Sau đó sẽ bị nàng luyện hóa thẩm thấu vào tụ lôi bình. Quá trình này rằng co suốt 5 ngày, mãi đến đêm ngày thứ sáu không trung bỗng nhiên sáng lên rực rỡ, mọi người đều chuẩn bị tâm lý, biết rằng đây sẽ là đạo lôi cuối cùng của quá trình tiến giai, nếu có thể chịu đựng thì sẽ có thể tăng cảnh giới. Hai, sao trong đạo lôi này lại lớn như thế? Trương Phong Phong nôn nóng đi qua đi lại dưới chân núi, ông ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, nói sớm biết vậy đêm đó trước khi rời khỏi ném cho tiểu cô nương mấy món pháp bảo phòng hộ rồi. Diệp Tố ngồi ở trong viện, mặt đất chung quanh nàng đã lõm xuống không ít, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đêm sáng như ban ngày, nếu lúc này mở ra tụ lôi bình, hắn là có cơ hội tám phần có thể thu lôi đại thừa vào trong bình, tuy nhiên, làm như vậy tuy rằng có thể tiến dai, nhưng sẽ để mất cơ hội cường hóa thân bình. Cuối cùng, Diệp Tố vẫn lựa chọn sẽ không chống lại đạo lôi cuối cùng, tùy ý để lôi đại thừa đánh xuống, nhưng trước đó nàng nhanh tay vẽ tụ linh trận ở xung quanh để giúp bản thân có thể đẩy nhanh tốt độ hấp thu linh khí chữa trị thân thể. Đùng, đoàng, tiếng sấm tới gần, bầu trời đêm sáng rực tới độ mọi người không mở mắt ra được, một đạo đại thừa huyền lôi thô to, trong ánh điện còn ánh lên tia tím xông ra từ đám mây cuồn cuộn bổ thẳng xuống người Diệp Tố. Cả người nàng lập tức căng chặt, mỗi một tấc xương cốt đều bị lôi kiếp đánh gãy, tốc độ chữa trị của linh lực khó khăn lắm mới miễn cưỡng theo kịp. Diệp Tố phun ra một ngụm máu, lỗ mũi, hai tai cũng bắt đầu chảy máu, thậm chí hai mắt cũng bị xé rách, máu và mồ hôi hòa vào nhau chảy thành từng dòng trên gương mặt nàng. Tuy nhiên hai tay lại không hề dao động, một tay vẫn cần tụ Lôi Bình một tay vẫn thao tác Linh Hỏa luyện chế Đại Thừa Huyền Lôi, làm cho nó chậm rãi thẩm thấu vào tụ Lôi Bình khi đạo đại thừa huyền lôi kết thúc bầu trời đêm cũng dần dần tan mây khôi phục lại sự bình tĩnh ban đầu một tay diệp tố nắm chặt tụ lôi bình tay còn lại dùng ống tay áo lau đi vết máu dính trên thân bình nhưng càng lau lại càng bẩn tay nàng chợt dừng lại cúi đầu nhìn tay áo của mình thì do là số lượng lôi quá nhiều linh lực chữa trị không kịp làn da cũng vì vậy vỡ toang ngay cả quần áo cũng bị máu thấm ướt đẫm Diệp tố máy móc chịu ra vài thanh khiết thuật cho bản thân, nếu tiểu sư đệ có ở đây, sợ là hẳn sẽ bóc mũi chê nàng bẩn mất thôi. Sau khi sửa sang lại bản thân sạch sẽ, Diệp tố lại tiếp tục lau sạch tụ lôi bình, nhưng trong mắt nàng tụ lôi bình vẫn dính một màu đỏ rực. Diệp tố chậm chạp rời tầm mắt nhìn sang bàn tay của mình, đầu óc bị xét đánh đơ ra cuối cùng cũng phản ứng lại, hẳn là do mắt của nàng bị xuất huyết nên nhìn cái gì cũng thấy đỏ nàng cẩn thận bỏ tụ lôi bình vào túi càn khôn ngồi ngơ ngác một lát cuối cùng nhắm mắt ngã ngang sang một bên khi trương phong phong mang theo ba đồ đệ trở về cửu huyền phong thì cũng vừa lúc thấy diệp tố ngất đi trong chiếc hố sâu hoắm trong sân tỷ ấy ngồi mãi ở đây không nhúc nhích chịu lôi đánh xuống sao hạ nhĩ ghé vào bên cạnh hố nhìn diệp tố ngất xỉu bên dưới không dùng tới pháp bảo thương tích cỡ này có vẻ cũng không ăn đan dược trước tiên vớt đại sư tỷ của mấy đứa lên đi, ta truyền tin cho y đường phái người tới xem. Trương Phong Phong nói, trận thế lớn như vậy, còn tưởng rằng tỷ ấy đi độ kiếp luôn ấy chứ. Minh Lưu Sa lèm bèm, tuy nhiên vẫn nhảy xuống hố đỡ Diệp Tố lên. Đại thừa Trung Kỳ, đuổi kịp chúng ta rồi. Tây Ngọc ngồi xổm bên cạnh nói. Khi Diệp Tố tỉnh lại, nàng thấy bản thân đã về phòng của chính mình đang nằm trên giường và giường nhiều ra thêm một cái chăn. Diệp Tố cảm nhận một chút, à dưới đầu mình còn có một cái gối nữa. Nàng nhìn nóc giường một lát, sau đó lại nhanh chóng ngồi dậy, còn chưa kịp nhập định thì có vài người tiến vào phòng. Mới vừa tỉnh lại tu luyện, mình lưu xa nhìn tư thế của nàng thì tắc lưỡi một tiếng nói, y tu nói tỉ mệt mỏi quá mức, cần phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ nhiều quá hóa vụng, có hại cho đường tu luyện. Ngày đó khi mời y tu của y đường lại đây thăm khám cho Diệp Tố, người nọ sau khi xem xét thì tỏ vẻ hoài nghi hỏi trưởng môn, hỏi Diệp Tố đã bao lâu không nghĩ ngơi đàng hoàng, ông còn chưa bao giờ gặp tu sĩ nào căng thẳng mỏi mệt như vậy. Đại sư tỷ, hôm nay là nguyệt khảo của Thiên Cơ môn, chúng ta cùng nhau đi xuống xem đi. Hạ Nhĩ gọi Diệp Tố là đại sư tỷ cực kỳ thuận miệng, hắn kéo ghế dựa qua ngồi ở cạnh giường. Ngày đầu của mỗi tháng nguyệt khảo đều cực kỳ náo nhiệt, không biết có bao nhiêu người phải bị mắng. Sao Nguyệt Khảo, cuộc thi tháng? Nguyệt Khảo của Thiên Cơ Môn. Cụm từ này Diệp Tố đã nghe qua, nghe nói trước kia mỗi ba tháng Thiên Cơ Môn sẽ tiến hành một lần kiểm tra luyện khí. Tuy nhiên về sau do Thiên Cơ Môn nghèo dần, từ ba tháng chuyển thành một năm, sau nữa thành nhiều năm, cuối cùng phải hủy bỏ. Các đệ cũng phải thi sao? Diệp Tố hỏi. Ba người tội muội không cần thi. Tây Ngọc đứng ở góc giường còn lại cười nói, cấp bậc đã quá cao, hơn nữa những gì sư phụ dạy tụi muội đều đã làm tốt. Diệp Tố gật gật đầu, vậy ta cũng xuống xem thử. Trên thí luyện trường đứng đầy các đệ tử, ai nấy đều vô cùng khẩn trương chờ đợi kiểm tra. Mười người đứng đầu cuộc thi sẽ được nhận tài liệu của các vị trường lão. Tây Ngọc đứng ở bên cạnh Diệp Tố giới thiệu Nguyệt Khảo cho nàng, còn chính xác thi cái gì thì mỗi lần mỗi khác, do các vị trưởng lão khác nhau ra đề, đề thi cũng sẽ không giống nhau. Có vài trưởng lão thích cho thi phân biệt tài liệu, có vài trưởng lão lại thích xem luyện khí. Diệp Tố đi theo bọn họ đứng ở một góc thí luyện trường quan sát, trưởng môn và các trưởng lão ngồi trên đài cao, mãi cho đến khi cuộc thi bắt đầu, một vị trí bên cạnh trưởng môn vẫn trống, không thấy ai ngồi. Còn có ai chưa tới sao? Diệp Tố nhìn vào chỗ trống đó hỏi. Đó là chỗ ngồi của sư tổ. Hạ nhĩ nhìn thoáng qua sau đó giơ một ngón tay chỉ chỉ lên trời. Sư tổ phi thăng quá nhanh, chưa kịp an bài xong các sự vụ của thiên cơ môn nên ngẫu nhiên người cũng sẽ xuống đây một chuyến để hướng dẫn sư phụ làm trưởng môn. Ngữ khí của hắn rất bình thường, tự hồ việc thần xuống tu chân giới chẳng phải là việc gì lạ. Tuy nhiên, sư tổ muốn xuống đây một chuyến rất phiền phức, cho nên phần lớn thời gian thì hình trưởng lão mới chính là lão đại của thiên cơ môn chúng ta hạ nhĩ nhỏ giọng nói với diệp tố hình trưởng lão ghét nhất người không tuân thủ quy củ và người nói dối thế nên tỉ tuyệt đối đứng để ông ấy bắt được nhược điểm nói xong hắn giơ tay lên làm động tác cắt cổ hình trưởng lão thật sự sẽ giết người đấy được ta biết rồi diệp tố gật đầu đồng ý còn có Hạ Nhĩ móc ra từ ngực áo một tờ bản đồ Thiên Cơ môn tự chế, tất cả các phong đầu đều được đánh dấu rành mạch, phong đầu này là địa bàn của Hình trưởng lão, chấp sự đường chính là ở đó. Còn phong đầu này thì bên dưới có một hầm rượu, tỷ ngàn vạn đừng đi tới đó, bên trong đều là rượu yêu quý của Hình trưởng lão. Diệp Tố nhớ tới một sự kiện, đột nhiên hỏi, trong đó có rượu Bát Thanh không? Hạ Nhĩ gật gật đầu, tất nhiên là có tam giới ai không biết hình trưởng lão là người ủ rượu bát thanh ngon nhất. Hắn nhớ lại chép chép miệng, lúc trước sau khi sư tổ phi thăng, hình trưởng lão đã từng lấy ra cho mọi người cùng uống để chúc mừng, ngon lắm. Diệp tố rũ mắt ghi nhớ lộ tuyến trên bản đồ vờ như không có việc gì nói, ta sẽ không đi tới đó. Nàng nhớ rõ tàng lục từng nói bản thân trộm không ít rượu bát thanh ở thiên cơ môn, không biết tiểu sư đệ có đi cùng ông ấy không? Nguyệt khảo của Thiên Cơ môn bắt đầu, lần này là thi luyện khí, Diệp Tố nhìn các đệ tử trên thí luyện trường luyện khí, phát hiện kiến thức cơ sở của bọn họ cực kỳ vững chắc, hơn nữa không ít đệ tử rất có sáng kiến. Tuy vậy có một điều nàng không quá đồng tình đó là xác suất thất bại, vứt tài liệu hư của họ quá cao, số người thành công ngay ở lần đầu tiên không nhiều lắm. Nếu mọi người ở đây biết suy nghĩ này của nàng thì chỉ sợ sẽ bật cười ra tiếng xác suất thất bại khi luyện khí của đệ tử thiên cơ môn nổi tiếng là thấp, bình thường chỉ trong 3 lần là đã có thể thành công. Ta có chút mệt, về trước nghỉ ngơi. Sau khi xem xong buổi sáng, Diệp Tố quay đầu nói với ba người Minh Lưu Sa. Minh Liêu Sa phất phất tay, vừa nhìn thao tác tay của một sư muội đang luyện khí ở đằng trước vừa nói, tỷ trở về nhớ phải nghỉ ngơi, đừng tu luyện. Diệp Tố rời khỏi tí luyện trường, chuẩn bị đi về hướng cửu huyền phong, nhưng đi được một nửa nàng lại đột nhiên đổi tuyến đường, rẽ sang phong đầu mà vừa rồi hại nhĩ khoanh tròn, cũng chính là hầm rượu của hình trưởng lão. Không biết vì sao Diệp Tố lại muốn đến khu vực hầm rượu một chuyến, thực sự nàng đang âm thầm chờ mong cái gì, cũng chỉ có bản thân nàng biết. Trên cửa lớn của hầm rượu có trận pháp, hơn nữa ở bậc thang cuối cùng cũng có cơ quan, Diệp Tố liếc mắt một cái liền nhìn thấu, sau khi làm vô hiệu trận pháp và cơ quan, nàng chậm rãi đẩy cửa tiến vào hầm rượu cực kỳ rộng lớn. Không riêng trên mặt đất có rất nhiều vại rượu to mà trên tường cũng có rất nhiều giá treo bầy đầy vò rượu các loại. khi vừa bước vào diệp tố liền ngửi thấy đủ các loại hương rượu nhàn nhạt, nhạt, nhưng khi nàng đi vào càng sâu thì một cổ thanh hương đặc thù quen thuộc lại bắt đầu trở nên đậm mùi hơn, là rượu bát thanh. Lúc trước ở trong phủ quy tộc Diệp Tố đã từng uống một chén nhỏ, nên đối với hương vị này không hề xa lạ. Bỗng tim nàng như hụt một nhịp, bước chân càng lúc càng nhẹ, như sợ kinh động cái gì. Xuyên qua khe hở trên giá rượu, Diệp Tố bắt gặp một bóng dáng cõng mai rùa quen thuộc, nhưng ở góc của mai rùa lại không có dấu răng, nàng có chút do dự, đứng ở sau cái giá không động. Yêu chủ, cha quy bảo quy phải trở về ngay, Ở là tàng lục diệp tố vừa nghe thấy thanh âm kia liền nhận ra được ngữ điệu nói chuyện này muốn không nhận ra cũng khó chẳng qua giọng nói có hơi trẻ hơn một chút ngón tay nàng siết chặt giá rượu yêu chủ là tiểu sư đệ sao diệp tố nhìn không tới người bên trái tàng lục vì bị một vại rượu to chặn mất tầm nhìn tàng lục ở xong lại nói tiếp yêu chủ lần sau khi thiên cơ môn tổ chức miệt khảo chúng ta lại đến nhé hắn vừa nói xong trước mặt liền sáng lên một thông đạo, là đường đi thông với yêu giới. Lúc này một bàn tay thon dài xinh đẹp rỗi ra từ sau vại rượu, ấn lên mai rùa của tàng lục, dùng sức đẩy một cái, tàng lục liền té nhào vào trong thông đạo, sau đó thông đạo liền biến mất trong hầm rượu. Ôn! Trong nháy mắt khi giọng nói réo rắt nhiễm một chút hương say vang lên, Diệp Tố liền chắc chắn người nọ là ai, nàng không phát hiện ánh mắt mình chợt dâng lên ý cười, bản thân không tự chủ được nhấc chân bước ra khỏi giá rượu. Du phục thời, Diệp Tố đi đến trước vại rượu to, nhìn người đang ngồi dựa lưng vào vại hô một tiếng. Ư, ừ. hắn hiển nhiên đã say, ngửa đầu, hai mắt mông lung nhìn Diệp Tố, không có nửa điểm cảnh giác nào cả. Diệp Tố nhìn tiểu sư đệ, châm cài tóc có chút nghiêng ngả, quần áo mặc trên người không quá tốt, giống như là cua đại ở đâu đó mặc vào, chất liệu rẻ tiền thô giáp, trước ngực còn ướt một mảng lớn, nhưng vẫn như cũ không hề ảnh hưởng đến tướng mạo xinh đẹp kinh tâm động phách của hắn. Thật đúng là tới trộm rượu. Diệp Tố vừa lầm bầm vừa ngồi xuống, quỳ một chân, vươn tay giúp hắn sửa lại châm cài, sau đó bàn tay trượt xuống chạm chạm sườn mặt nóng hôi hổi của hắn. Dù phục thời nhíu mày hắt tay nàng ta, nhưng bởi vì dùng sức nên cơ thể theo đà ngả về phía trước. Diệp tố đỡ lấy hắn, lúc này nàng phát hiện bên ngoài có người tiến vào, lập tức vẽ một truyền tống trận trên mặt đất, muốn kéo du phục thời qua đó. Tỉnh, tỉnh lại. Diệp tố rỗi tay nhéo một cái vào eo du phục thời. Đây là truyền tống trận ngẫu nhiên, ra khỏi đây trước rồi tính. Eo trước giờ vẫn là nơi mẫn cảm trên người du phục thời, bị nàng nhéo một cái tức khắc liền thanh tỉnh chỉ mới kịp nhìn một bên mặt của Diệp Tố thì đã bị truyền tống trận truyền tới nơi khác. Nhìn tiểu sư đệ biến mất, trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy buồn bã mất mát. Ngón tay nàng ngoắc một cái, một luồng rượu bay ra từ trong vải, thấm ướt cổ áo của nàng. Hầm rượu bỗng nhiên sáng lên, thì ra trên đỉnh hầm có một viên minh châu, lúc này lớp che phủ minh châu đã được rời sang một bên, ánh sáng nhanh chóng dọi tới mọi ngóc ngách trong hầm. Hình trưởng lão mặt mũi lạnh lùng nhìn Diệp Tố nửa quỳ trước vại rượu chỉ còn một phần ba trước cửa hầm rượu có viết người rảnh rỗi chớ sinh nông nỗi mà chạy vào con không nhìn thấy à? Con thấy Diệp Tố cố ý quẹt quẹt miệng nhưng mùi rượu thơm quá con không nhịn được hình trưởng lão ủ rượu quá thơm hình trưởng lão mặt đen như đít nồi đừng hòng nịnh nọt ta vô dụng thôi rượu bát thanh của ông a trận pháp ở cửa là do con làm vô hiệu. Hình trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Tố. Dạ đúng. Đi lãnh phạt. Hình trưởng lão túm cổ áo Diệp Tố lôi đến chấp sự đường. Trên đường đi, hương rượu trên người Diệp Tố tung bay khắp nơi. Không ngờ lại có người dám vào hầm rượu trộm rượu, người lần trước là trường môn đó. Ôi đây chính là mùi hương của rượu bát thanh đây mà, chật chật, thơm quá hình trưởng lão người thấy mùi rượu trên người Diệp Tố tỏa ra thì lòng đau như cắt nhưng trên mặt lại càng thêm lạnh lẽo, sách nàng đến chấp sự đường. Con ở đây, luyện hết xong đống tài liệu này mới được rời đi, nhớ, nếu luyện hư một kiện tài liệu nào thì số tài liệu sẽ tăng gấp đôi. Hình trưởng lão lãnh khóc nói. Diệp Tố nhìn các loại tài liệu xếp thành các loại núi nhỏ trong sảnh lớn, nghe hình trưởng lão nói xong thì sửng sốt nửa ngày, không nhịn được hỏi, còn có loại chuyện tốt thế này. Hình trường lão. Đầu óc của đệ tử này hình như không tốt lắm. Luyện hóa tài liệu là việc làm cực kỳ nhạt nhẽo. Đệ tử bình thường sau khi chịu hình phạt này xong thường phải nghỉ một đoạn thời gian mới có thể quay lại luyện khí. Một kiện cũng không thể luyện hư. Hình trường lão cảnh cáo, cho con tỉnh táo lại, tông huấn cũng phải chép một trăm lần. Dạ, hình trường lão. Diệp Tố nhìn những ngọn núi nhỏ tài liệu trước mắt, khó nhịn được hưng phấn con có thể bắt đầu rồi chứ. Núi tài liệu khổng lồ như vậy nàng chưa từng gặp qua bao giờ, đối với nàng mà nói đây chính là núi vàng. Hình Trường lão, tác giả có lời muốn nói. Kiều Kiều, có người mới lần đầu gặp mặt đã sờ eo của ta, nhíu mày chấm dây .jpg. Chương 195. Học chữ Du Phục Thời ở yêu giới đã treo các yêu vương lên đánh một lượt, thành công lên làm yêu chủ, sau khi kết bè với Tàng Lục lăn lộn khắp nơi thì nghe nói tu chân giới có rượu uống rất ngon, hai người liền nhân thời cơ thiên cơ môn tổ chức nguyệt khảo mà lẻn vào trộm rượu. Rượu bát thanh mùi nhẹ nhưng độ lại rất mạnh, Du Phục Thời ở trong hầm rượu uống không ít, người say chánh choáng, sau khi tống cổ Tàng Lục thì vốn dĩ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để lát nữa uống tiếp, nào ngờ lại có người xuất hiện không chỉ sờ mặt mà còn nhéo eo hắn, cuối cùng còn đẩy hắn vào đầm lầy. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì lúc này nhất định là cả người đã đầy bùn. Dù phục thời nhớ tới liền cảm thấy chán ghét người nọ ghê gớm, ở yêu giới ngay cả góc áo của hắn cũng không ai dám đụng. Hắn ở trong rừng đầm lầy còn lạc đường, xoay tới xoay lui vài vòng vẫn không tìm được lối ra, trong lòng lại càng ghi thù cái người đã ném hắn tới đây sau khi ra khỏi đây hắn nhất định phải khiến người đó trả giá đại giới chờ sau khi du phục thời ra khỏi được rừng rậm cũng đã là vài ngày sau hắn nhìn thấy đằng xa có một tòa thành người ra người vào tấp nập hắn đi vào thành ngó nghiêng xung quanh nơi này còn phồn hoa hơn cả yêu giới có rất nhiều thứ hắn chưa từng gặp qua còn có các loại đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn du phục thời đứng một mình lẻ loi giữa đường nghe các tiểu thương lớn tiếng giao hàng. Hắn nhìn mọi người chung quanh lấy ra từ túi bên hông các loại đá lớn nhỏ không giống nhau là có thể đổi được đồ ăn ngon. Hắn theo bản năng sờ sờ bên hông. Hắn không có túi đó, cũng không có đá. Hắn đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, muốn động thủ đoạt túi. Ở yêu giới mọi thứ đều chỉ dựa vào thực lực, muốn cái gì thì trực tiếp đoạt là được. Thiên cơ môn lại chuẩn bị chiêu mộ đệ tử đấy. Đệ tử Ngoại môn hay là nội môn? Đều có, ngoại môn ba nghìn, nội môn 10 người. Ba nghìn à, cũng đủ nhiều rồi, hẳn là không ít người sẽ đi thử vận khí. Tuy nói là tuyển ba nghìn nhưng quá trình tu luyện ở thiên cơ môn nổi tiếng khắc nghiệt, qua năm sau có khi còn lại chưa tới một ngàn người. Tỷ lệ đào thải của nội môn còn cao hơn nữa, thậm chí có năm tuyển vào bao nhiêu không bao lâu sau đi hết bấy nhiêu, còn đều là tự nguyện rời khỏi khó trách năm nào họ cũng đều phải tuyển đệ tử. Nhưng mà có thể vào thiên cơ môn ở một năm cũng rất không tệ rồi. Nghe người đi ra bảo là điều kiện ăn mặc ngủ nghỉ đều là tốt nhất. Ta còn nghe được một chuyện không thể tin nổi đó là là ngay cả tắm rửa bọn họ cũng dùng cả linh thủy. Xa xỉ như vậy luôn à? Vậy vào đó một năm tu sáu nhất định sẽ tăng lên không ít nhỉ? Tất nhiên, chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Chúng ta... Thực lực không đủ đâu. Đi tham gia thôi cũng có thể lấy linh thạch đó, nghe nói thức ăn của bọn họ cực kỳ ngon, đi cọ mấy ngày cũng không tồi. Vậy đi thử xem. Dù phục thời lắng tai nghe các tu sĩ ở ven đường bàn tán với nhau, thiên cơ môn, thức ăn, linh thạch, hắn suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó Lặng Yên không một tiếng động theo đuôi hai tu sĩ vừa nói chuyện. Hai tu sĩ đi tới một truyền tống trận trong thành, giao linh thạch nói một tiếng đi thiên cơ môn, rồi bước vào trong trận. Dù phục thời học theo, cũng nói đi thiên cơ môn, nhưng bị thủ vệ cản lại, linh thạch. Hắn không có những cục đá đó. Dù phục thời muốn trực tiếp xông vào, lúc này những tu sĩ phụ trách vận hành truyền tống trận đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị bao vây hắn. Linh thạch của hắn, ta trả. Một thanh âm đột nhiên vang lên đánh gãy không khí dương cung bạt kiếm là đệ tử hợp hoan tông chắc là nhìn chúng người này rồi hợp hoan tông nổi tiếng chỉ nhìn mặt mà chung quanh sôi nổi nghị luận du phục thời quay đầu nhìn người bên cạnh không quen biết là một nam tu sĩ xa lạ tiểu đạo hữu đi thôi đối phương thanh toán linh thạch xong thì quay đầu nói với du phục thời du phục thời nghĩ nghĩ nói với hắn cảm ơn không cần khách khí nam tu sĩ cười nói: người muốn đi thiên cơ môn tham gia tuyển chọn đệ tử à? nói không chừng về sau có thể gặp lại. du phục thời do dự gật gật đầu, sau đó đi vào trong truyền tống trận. truyền tống trận truyền tống mọi người đến trong thành dưới chân núi thiên cơ môn. khi du phục thời bước ra thì bên ngoài đã tụ tập đầy người. hắn lẫn vào trong đám người, nhìn nhìn chung quanh một hồi rốt cuộc đánh giá được tình hình hiện tại. Hắn phất tay áp chế cảnh giới xuống tương đương với những người ở đây. Trên dưới Thiên Cơ môn hiển nhiên rất quen thuộc với quy trình tuyển chọn, chuẩn bị rất bài bản, các tu sĩ dưới chân núi rất nhanh nhận được thông báo đã có thể lên núi để tham gia. Điều kiện tiên quyết để tông môn luyện khí sàng lọc đệ tử tất nhiên chính là khả năng khống chế linh hỏa, có thể nắm giữ linh hỏa càng thuần thục thì cơ hội tiến vào nội môn càng cao. Dù phục thời đứng xếp hàng dưới chân núi chờ một hồi lâu, sắp hao hết kiên nhẫn. Lúc hắn nghĩ không bằng dứt khoát sông lên san bằng thiên cơ môn thì có một tiểu đệ tử tiến đến bảo hắn đi lên. Tên của ngươi, tiểu đệ tử cầm ngọc bài hỏi hắn. Du phục thời, viết như thế nào? Du phục thời, không biết. Đệ tử kia nghe vậy thì tức khắc ngước mắt đánh giá du phục thời từ trên xuống dưới, đầu tiên là mặt, sau đó là quần áo, cuối cùng phát hiện thậm chí đến túi cản khôn hắn cũng không có, biểu tình từ kinh ngạc đến hoài nghi, cuối cùng biến thành đồng tình. Nếu ngươi có thể được tuyển vào ngoại môn thì thiên cơ môn chúng ta cũng có các khóa vỡ lòng, có thể dạy ngươi biết chữ. Tiểu đệ tử nói, vậy ta sẽ không viết tên ngươi lên ngọc bài. Thay vào đó, tiểu đệ tử viết số thứ tự lên mặt trái của ngọc bài, thí sinh thứ 10006, sau đó giao cho du phục thời. Vòng thứ nhất diễn ra rất nhanh, có tổng cộng 100 người phụ trách kiểm tra đo lường linh hỏa. Dù phục thời nhìn những người đằng trước chịu ra linh hỏa từ lòng bàn tay, ai không làm được hoặc linh hỏa quá nhỏ sẽ bị dẫn xuống núi. Hắn nghĩ nghĩ một lát, sau đó quan sát dao động hơi thở của những người đằng trước, học cách phóng thích linh hỏa. Khi đến lượt hắn, một vị chấp sự hô to, người thứ 10.006, chuẩn bị bắt đầu. Dù phục thời mở tay ra, điều khiển nguyên tố trong không trung, tìm được dao động giống như những người khác phát ra, cuối cùng phóng ra một luồng linh hỏa cực kỳ nồng hậu, dọa người phụ trách đo lường nhảy dựng. Ngươi, ngươi chờ một lát. Người đo lường là một đệ tử nội môn, hắn lập tức dùng truyền tin Ngọc Điệp liên lạc trưởng lão, bẩm báo có một người có thiên phú cực cao tham gia tuyển chọn đệ tử. Ta có thể đi vào chưa? Dù phục thời không kiên nhẫn hỏi, hắn đứng mệt, còn có chút đói. Người chờ một lát, trưởng lão sẽ tới ngay. Vị trưởng lão đó đến rất nhanh, bảo du phục thời phóng ra linh hỏa một lần nữa, nhìn thấy luồng linh hỏa ông liền lập tức đồng ý, cho hắn tiến vào vòng thứ hai. Vòng thi thứ hai là kiểm tra khả năng phân biệt các loại tài liệu cơ bản của đệ tử. Những người dám đến tham gia buổi chiêu mộ đệ tử của thiên cơ môn phần lớn đều là người có kiến thức căn bản, mặc dù không có cũng ít nhất sẽ bỏ ra linh thạch, vào tài liệu hành mua vài quyển tài liệu bách khoa toàn thư về xem để nhận biết một hai. Nhưng dù phục thời rốt đặc cán mai, ở vòng thi thứ hai thành công nhận một chứng vịt tròn chỉnh. Các vị trưởng lão vốn tràn đầy chờ mong. Những tài liệu đơn giản nhất ngươi cũng không biết. Hình trưởng lão nhíu mày nói ra tên vài quyển sách, mấy quyển sách về tài liệu này do thiên cơ môn chúng ta biên soạn xong truyền khắp tu chân giới vậy mà ngươi cũng chưa từng xem qua những quyển sách này giá không hề đắt thậm chí ngươi có thể đến các chi nhánh văn đông tài liệu hành ở khắp nơi để mượn đọc miễn phí không cần chi linh thạch để mua chỉ biết mỗi khống chế linh hỏa không có tâm theo đuổi luyện khí có thu nhận làm đệ tử cũng không thể đi xa Lúc này nội môn đệ tử vừa rồi phụ trách đo lường linh hỏa cho du phục thời từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng nói với một trưởng lão mấy câu. Vị trưởng lão nọ lại truyền sang bên cạnh, truyền qua mấy người cuối cùng thành công truyền đến được hình trưởng lão ở giữa điển. Đệ tử ngoài cửa báo lại, nói hắn không biết chữ. Hình trưởng lão. Gần đây sao tông môn có nhiều người không hiểu nổi tìm tới thế. Hình trưởng lão, một đệ tử nếu cái gì cũng biết thì cũng không cần tới thiên cơ môn chúng ta rồi trương phong phong hòa giải nói nếu hắn có thể điều khiển linh hòa không tệ thì có thể thu làm đệ tử ngoại môn trước thiên phú như thế mà cho làm đệ tử ngoại môn thì thật quá ổn phí không bằng cho hắn làm đệ tử nội môn thử xem vị trưởng lão đầu tiên đi gặp du phục thời ở vòng đầu tiên nói hình trưởng lão nhíu chặt mày thật lâu sau mới mở miệng nói với du phục thời không cần người cứ về dưới chướng của ta trước học biết hết chữ lại nói tiếp vì thế dù phục thời mơ mơ màng màng trở thành đệ tử dưới tên của hình trưởng lão người gặp người sợ quỷ gặp quỷ sầu tạm thời khoác lên mình thân phận đệ tử thiên cơ môn nhưng lại không sợ vướng vào sự cạnh tranh khốc liệt của ngoại môn hay nội môn tuy nhiên mỗi ngày lại bị bắt đi học khóa vỡ lòng với đệ tử ngoại môn dù phục thời làm sao học được khóa học buồn tẻ đến như vậy Cảnh giới của hắn lại cao, dạy đệ tử ngoại môn học chữ lại cũng chỉ là một đệ tử nội môn, tùy tiện phất tay dựng một ảo cảnh nhỏ là đệ tử nội môn không cách nào có thể phát hiện ra hắn đã úp mặt xuống bàn ngủ rồi. Ngoại trừ ba bữa cơm mỗi ngày là du phục thời tự mình đi ăn, những chuyện khác hắn đều lừa gạt trốn không làm, thậm chí hắn còn muốn lẻn xuống hầm rượu nhưng lại không vào được. Sau khi Diệp Tố bị bắt lần đó, Hình trưởng lão đã bảo người của trận pháp đường cải tiến trận pháp ở hầm rượu lên mức cao nhất. Về phần diệp tố, nàng còn đang đắm chìm trong niềm vui lăn lộn trong núi tài liệu. Những tài liệu này đều là những loại đặc biệt khó luyện hóa, phải giữ độ tinh khiết ở mức cao nhất. Sau khi luyện hóa xong, phải được bỏ vào hộp bảo quản. Hình trưởng lão vốn cho rằng diệp tố ít nhất phải luyện trong một, hai năm mới xong. Nào ngờ diệp tố hai tay hai ngọn lửa luyện hóa ngày đêm không nghỉ chỉ mới hai mươi mấy ngày đã luyện xong mọn núi tài liệu. Đại sảnh của chấp sự đường chất đầy các loại hộp lớn nhỏ khác nhau, được đặt ngay hàng thẳng lối rất chỉnh tề. Diệp Tố thở ra một hơi, hai tay có chút tê dại xoa bóp vào nhau. Nàng còn chưa bao giờ có cơ hội luyện hóa một lần nhiều tài liệu quý giá như vậy. Nỗi kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Nàng bước ra khỏi sảnh, đi đến cửa, đăng ký vào sổ bản thân đã luyện hóa bao nhiêu hộp tài liệu. Ngươi, luyện hết tất cả rồi. Quản sự quản lý việc đăng ký ở chấp sự đường nhìn con số khủng bố nàng viết xuống mà khiếp sợ không thôi. Khẩn Trương nói, đừng nghĩ dùng các thủ đoạn gian dối, hình trưởng lão mà biết sẽ càng phạt nặng hơn đấy. Quản sự có thể đi kiểm tra một chút. Diệp Tố thuận miệng nói. Vậy ngươi đứng đây đợi ta một chút, ta đi kiểm tra. Quản sự nói xong chạy nhanh vào sảnh lớn kiểm tra, rất lâu sau đó mới đi ra gương mặt ngơ ngác như thất hồn lạc phách khi ông nhìn thấy diệp tố thì như nhìn thấy quái vật vậy ông đóng dấu mộc lên tờ đăng ký xé xuống đưa cho nàng sau đó cứng đờ vẫy vẫy tay trở về đi diệp tố gật đầu với ông sau đó đi xuống núi vừa lúc ở nửa đường gặp phải hình trưởng lão mặt mày đang đen thui nàng liền tiến đến chào hỏi hình trưởng lão hình trưởng lão thấy người vốn nên ở trong chấp sự đường luyện hóa tài liệu lại xuất hiện ở đây thì tức khắc mặt mũi càng đen hơn con luyện xong tài liệu rồi à luyện xong rồi diệp tố đưa cho ông xem giấy đăng ký đã đóng mộc hỏi hình trưởng lão có còn không à hình trưởng lão có còn cái gì ông bảo diệp tố đứng yên tại chỗ không được đi đâu sau đó ông truyền tin hỏi quản sự chấp sự đường sau lại thả con nhóc ra còn đóng dấu Ngươi kiểm tra hết chưa? Thanh âm của quản sự truyền tới, còn lộ ra vẻ không thể tin nổi, "Hình trưởng lão, tiểu cô nương, không những là luyện xong hết rồi mà còn không phạm bất cứ sai lầm nào, không phí một kiện tài liệu nào hết." Hình trưởng lão biết quản sự sẽ không nói dối, ông đóng truyền tin ngọc điệp, nhìn chằm chằm Diệp Tố một lúc mới nói, "Nếu luyện xong hết tài liệu rồi thì hình phạt cũng tính là kết thúc." Trên mặt Diệp Tố hiện lên chút tiếc nuối. Nghĩ thầm nếu về sau hình phạt đều là cái này thì nàng nguyện ý bị phạt mãi. Con thích uống rượu bát thanh à?" Hình trưởng lão đột nhiên hỏi. Diệp Tố không thích uống rượu, nhưng lại nhớ tới vị tiểu sư đệ nào đó, nên gật đầu nói, "Thích." "Ta sẽ cho con một bình nhỏ." Hình trưởng lão nói, "Con dạy một đệ tử biết chữ, chỉ cần hắn nhận hết mặt chữ, rượu chính là của con." Hôm nay ông đã kiểm tra bài vở của đệ tử mới đến kết quả phát hiện hắn vẫn một chữ bẻ đôi không biết, tức giận độ đen mặt lôi hắn đến chấp sự đường. Diệp Tố không muốn lãng phí thời gian dạy một người biết chữ, mặc dù có thể đổi được một bình rượu bát thanh. Hình trưởng lão, con nghĩ là. Lời từ chối đã đến bên miệng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy tiểu sư đệ chậm rãi đi tới từ đằng xa. Hình trưởng lão quay đầu nhìn theo ánh mắt của nàng, nói, đó chính là đệ tử mới thiên phú về linh hỏa không tồi nhưng lại không biết một chữ nào. Con đồng ý. Diệp Tố lập tức sửa miệng. Tác giả có lời muốn nói. Đại sư tỷ, dạo gần đây chuyện tốt tới liên tục,